Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào Cao Hùng, chào Nina, chào chị Hồng Uyên, chào bé Bảo Yên. Rồi, xin mời các bạn đang có mặt trong phòng chúng ta nhanh chóng mở cam lên để tham gia buổi sáng ngày hôm nay các bạn nhé. Rồi, ok. Hôm nay thì chúng ta một cái buổi sáng chủ nhật ở Sài Gòn thì đang mưa rất là to. Sau những cái ngày mưa bão ở miền Bắc thì dự báo là Sài Gòn sẽ có những cái cơn mưa rất là lớn trong tuần sắp tới đây. Và ngay hôm nay thì trời cũng mưa. Ở Sài Gòn hay là miền Nam nói chung thì có cái đặc thù là Trung Thu là sẽ mưa năm nào cũng như năm nào. Không biết nơi các bạn ở thì có giống vậy không ha. Ở Sài Gòn thì năm nào Trung Thu cũng mưa hết. Hôm nay thì cũng là cái buổi sáng chủ nhật nhưng mà trời cũng mưa to. Ok, và chúng ta lại gặp mặt ở đây trong cái phòng Zoom này. Và vì chúng ta tham gia trong Zoom nên nó thoải mái đúng không? Không lo trời mưa gió, chúng ta vẫn có thể tham gia một cách vô tư đúng không? Và cũng như thường lệ, các cái buổi đầu giờ thì tôi sẽ dành ít phút để phỏng vấn những thành viên có mặt sớm. Ngày hôm nay thì có Cao Hùng. Chào Cao Hùng. Chào sư phụ. Rồi. Chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ và một ngày học đầy năng lượng. Ok. Chào cô Hùng. Hôm nay thì nhân cái dịp là mình có mặt sớm thì sư phụ hay mời các bạn có mặt sớm một tí lên mình phỏng vấn tí xíu. Thì không biết cô Hùng có sẵn sàng dành ít phút để trả lời những câu phỏng vấn của sư phụ không? Vâng, sẵn sàng sư phụ. Ok. Mấy khi được lên sóng với sư phụ đâu mà. Rồi. Thì Hùng là một trong những thành viên rất là tích cực tham gia các cái hoạt động, các cái khóa học trong một thời gian ngắn nhưng mà đã tham gia rất là nhiều. Và hầu hết những cái gì mà Hùng đã bắt tay vào làm hoặc là học thì Hùng đều rất là hết mình và luôn luôn có cái trách nhiệm với những gì mình làm. Đó là cái điều mà chắc chắn trong cộng đồng của những ai đang theo học cái lớp của sư phụ thì họ đều nhìn thấy điều đó và rất là nhiều người yêu mến Hùng về cái điều đó. Và ngày hôm nay thì sẵn tiện mời Hùng lên giao lưu. Trước hết thì Hùng hãy giới thiệu tí xíu về mình để cho nhiều bạn hoàn toàn mới biết Hùng nha. Xin mời Hùng. Vâng, xin chào sư phụ và tất cả mọi người trong Zoom. Mình tên là Cao Hùng, hiện tại thì đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Vô tình biết được sư phụ qua những cái lần lướt Facebook thì thấy được đây là một người rất vui vẻ, hài hước và có những câu châm ngôn, có những cái bài mà rất thực tế, rất đi vào lòng người. Mình muốn tìm hiểu để học hỏi được cái gì đó và vô tình mình được sư phụ nhận làm đệ tử. Cảm ơn cô Hùng rất là nhiều. Như vậy là mình ở Hàn Quốc và nhưng mà vô tình lướt Facebook này kia nọ nhìn thấy và quyết định tham gia các khóa học của sư phụ đúng không nào? Và đó giờ thì Hùng có thể kể sơ qua là đó giờ mình đã tham gia được những cái khóa học gì rồi Hùng ha? Ồ, cái này thì ngại quá sư phụ. Mặc dù tham gia một thời gian rất là ngắn nhưng mà để nói ra sẽ lộ hết. Tham gia rất là nhiều khóa, hầu như là được 4 năm khóa của sư phụ rồi. Thứ nhất như là nghệ thuật hài hước này, rồi câu lạc bộ nói trước đám đông, rồi bậc thầy kể chuyện, hay là vũ khí ngôn từ, phù thủy ngôn từ, và còn nhiều khóa học nữa mà cô Hồng đã được sư phụ update cho. Nhưng mà cái đó coi như là những cái phần thưởng khi mà cô Hồng hoàn thành cái gì đó gọi là hay xuất sắc tí, sư phụ cũng update cho rất nhiều khóa học khác nữa, giống như là nghệ thuật đi vào lòng người, đắc nhân tâm này, hay là phương trình năng lượng, còn rất nhiều thói quen vô thận, hay là rất nhiều cái nữa mà cô Hồng chưa học đến nữa, nhưng mà đã được sư phụ update cho một số cái là gọi là gợi ý. Cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cậu Hùng. À, một thời gian ngắn nhưng mà số lượng khóa học mà Hùng học cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình nhìn lại tất cả những khóa học mà mình đã trải qua thì cái khóa học nào nó đã giúp cho Hùng thay đổi nhiều nhất, Hùng có thể chia sẻ cho mọi người không? À, cảm ơn sư phụ. À, nói về các khóa học thì hầu như cô Hồng đều yêu thích, bởi vì mình thích thì mình mới đăng ký học và mình cải thiện từng cái kỹ năng của mình qua những khóa học đấy, giống như là bậc thầy kể chuyện hoặc là nghệ thuật hài hước. Và các khóa học mà tâm đắc nhất mà có giúp cô Hồng thay đổi nhiều nhất để nó phục vụ cho công việc của cô Hồng, và nó hầu như là nó lan tỏa qua những khóa học khác nữa để mình có thể nói nhiều hơn, tự tin hơn, đó là khóa học câu lạc bộ nói trước đám đông. À, và khóa học này đây là cái buổi sinh hoạt thôi, nhưng mà cái khóa học thực sự là khóa học 30 ngày nói trước ống kính. Đó là khóa học mà giúp cô Hồng tự tin hơn nhiều khi bây giờ được ngồi nói chuyện với sư phụ. Chứ nhiều hồi xưa thì nói vài câu thôi em hết rồi, em không còn gì để nói. Tức là nó bị nghẹn, bị ấp a uống thế nào đấy. Nhưng bây giờ thì sư phụ cho phép thì vẫn có thể nói suốt được, tự tin hơn nhiều rồi. À, gọi lên là nói đúng không? Auto nói luôn đúng không? Bật chế độ tự động thôi. Tự động. Vâng, và chính xác là như vậy, bất kỳ lúc nào có mặt Hùng thì tôi đều rất là tự tin mời Hùng lên, và tôi có thể tin tưởng tưởng 100% dù là câu hỏi gì đi nữa thì Hùng cũng có một cái gì đó để chia sẻ và có giá trị với mọi người. Và như Hùng cũng vừa nói là cái khóa học 30 ngày nói trước ống kính đúng không, là cái khóa học đã giúp cho Hùng thay đổi nhiều nhất, và cũng là khóa học làm cho Hùng tự tin để nói chuyện với mọi người nhiều nhất. Vậy cho sư phụ hỏi thêm một cái câu là với những cái khóa học mà Hùng Hùng học như vậy á, thì Hùng nghĩ là nó sẽ giúp ích gì cho mình về sau này, liên quan tới công việc hay là sự thay đổi về công việc hay là phát triển cái nghề nghiệp hay như thế nào? Vâng, một câu hỏi rất hay sư phụ ạ. À, không phải riêng cô Hồng mà hầu như các bạn của Hồng, những người mà cô Hồng từng biết, cô Hồng không nói hết tất cả mọi người, thì với cô Hồng á, là kỹ năng ăn nói ha, cái này kia thì nó rất là kém, khi giao tiếp mọi người nó kém, nên là mình thấy cái gì kém mình đi học. Và cái kỹ năng mà giao tiếp của mình á, nó rất quan trọng trong cuộc sống. Dù bạn làm gì, dù bạn cấp bậc nào, bạn làm công việc gì, thì cái việc ăn nói của mình á, nó góp phần rất quan trọng. Cái người mà có thể nói lưu loát, nói nhiều, nói hay thì kiểu gì cũng được đề bạt và tiến cử lên những vị trí cao, hay là mình tạo dựng mối quan hệ hợp tác làm ăn mà mình nói không được á, thì người ta cũng chưa chắc gì đã kết nối được với mình. Mình nói là để kết nói là để tạo dựng mối quan hệ, nên là mình phải học ăn nói và phải nói tự tin, không phải là run run hay thế này nọ. Hoặc là mình không tự tin á thì những gì mình muốn nói á, mình không thể nói ra được và mình cảm thấy tức tối lắm, và đã tự tin rồi thì nói hơn những gì mình biết nữa. À, một cái câu Hùng nói vừa chia sẻ rất là hay, nói là để kết nối đúng không nào? Cho nên chúng ta phải học cái cách nói nếu chúng ta muốn kết nối với mọi người đúng không? Và một cái câu nữa dành cho câu Hùng nha, thì sẽ có nhiều người á họ cho rằng học với thầy nó cực quá, tại vì học với thầy không chỉ có ngồi im, thứ nhất là học với thầy thường xuyên là phải bật cam, phải thực hành, và chưa kể học xong còn phải làm bài tập, và vậy nó hơi bị cực với em. Một cái người họ chia sẻ như vậy thì theo cao Hùng á, Hùng có suy nghĩ gì về cái điều này? Cái này thì rất là nhiều bạn gặp phải, kể cả cao Hùng. Thật sự á, khi cao Hùng bước vào đây á, khi mình chưa biết một cái gì về quay dựng hay là nói trước đám đông, nói trước điện thoại như thế này để mà gửi cho sư phụ, gửi làm video, nhưng mà khi mình đã làm được rồi một cái rồi á, mình cảm thấy nó sướng vô cùng, là mình cảm thấy mình thoát ra khỏi cái vị trí của hồi xưa của mình, y như mình thoát ra khỏi giới hạn của mình rồi. Mình bắt đầu một cái hành trình mới, mình cảm thấy sướng vô cùng. Và những cái đó đối với cô Hồng là những cái lần đầu tiên khi cô Hồng làm, giả sử như làm video là cô Hồng cũng lần đầu tiên, mà khi đã làm xong cảm thấy nó sướng lắm. Và làm những cái như là làm MC, làm cái review, nó đều là những cái đầu tiên, và khi làm xong cảm thấy nó sướng. Và thật sự các bạn cứ nghĩ là nó khó, nhưng mà tại vì các bạn không dám bước ra cái giới hạn của mình. Mà khi mà đã bước ra được cái giới hạn của mình á, thì các bạn sẽ thấy khả năng của mình thật là vô hạn.
mình có ai cũng có khả năng đó cả, tại vì mình cứ nghĩ là ôi nó ngại quá thế này thế nọ, thật sự con hồn cũng ngại, nhưng mà cố gắng mình học, mình phải hành mới mới nắm được hết tất cả kiến thức của sư phụ. Mà học mà không có thực hành á thì bảo đảm các bạn sẽ quên dần, và hầu như là sau này mình nghĩ là mình nói có học nhưng mà không biết gì cả, cứ thế rồi mình sẽ quen. Và sau đây hôm nay có lẽ là sư phụ sẽ mang đến một cái chủ đề học và hành cho mọi người trong chương trình hôm nay, mình thấy nó na ná như thế. À, cảm ơn Câu Hùng rất là nhiều. Vì Câu Hùng là cái người chia sẻ rất là hay luôn. Cho nên là lẽ ra mình sẽ dừng lại cái buổi phỏng vấn ở đây, nhưng mà phải thêm một câu nữa ha, dành cho Câu Hùng trước khi chúng ta bắt đầu chương trình nha. Hùng có sẵn sàng muốn chia sẻ tiếp không nào? Vâng, sẵn sàng sư phụ, nếu trong khả năng của Hồ Cao Hùng biết. À, ok. Khi mà Hùng tham gia rất là nhiều lớp bên sư phụ, thì Hùng cũng thấy được một cái điều là cái cách tổ chức lớp của sư phụ là hầu hết các lớp theo hình thức hành trình. Đó, theo hình thức hành trình chinh phục, có nghĩa là học xong là các bạn học viên sẽ nhận một thử thách, và các bạn phải hoàn thành cái thử thách đó thì các bạn mới được tiếp tục học. Còn không hoàn thành, các bạn có thể bị loại khỏi cả hành trình. Như vậy thì với cách học như vậy, với một cái cách tổ chức lớp như vậy, thì Hùng thấy nó có cái điều gì đặc biệt để giúp cho các học viên là tốt hơn, hay nó giúp cho mình rèn luyện được những cái điều gì thông qua cái khóa học được tổ chức theo cái hình thức này? Vâng, cái khóa học của sư phụ nó về khóa học là như thế này thì có Hồng nghĩ là rất là hay. Bởi vì tất cả những cái gì trên đời này mình sử dụng cũng như là mình đi làm hay này kia, mình gọi chung nó là cuộc chơi. Thì trong cuộc chơi phải đặt ra cái quy luật. Phải có cái quy luật thì cuộc chơi đó mới hấp dẫn và mới kịch tính chẳng hạn. Thì như khóa học cũng vậy, mình phải đặt ra một cái quy định gì đó để khuyến khích và động viên hoặc là làm cái gì đó cho mọi người phải phấn đấu để vượt qua. Nếu mà không đặt ra cái quy định như thế thì hầu như mọi người sẽ không làm. Và trước đây sư phụ hầu như hình như là nhớ là sư phụ có thử nghiệm một lần là không đặt ra quy định, hầu như mọi người không làm và không hoàn thành, hầu như khóa học đó là gọi là khóa học thất bại, Chính và xác. sư phụ cũng thường chia sẻ như thế. Nên là mình đã vào khóa học rồi thì mình học mình phải thực hành và phải tuân thủ theo cuộc chơi. Đã chơi là phải chịu, bị loại phải chịu. Với cô Hùng thì đây là cái cách đặt rất là hay, và nó cũng giúp phần cho cô Hùng. Có thể có hôm cô Hùng bỏ làm một nửa ngày để về quay clip, nhưng mà vì cuộc chơi mình chấp nhận, vì mình làm cả năm, làm cả đời, nhưng bỏ nửa ngày sẽ không sao, chấp nhận vẫn làm được, làm giữ cái kỷ luật đó. Ok, cảm ơn Cao Hùng rất là nhiều. Như vậy thì không chỉ là chúng ta học, mà nếu mà học theo hình thức này thì chúng ta rèn luyện được cho mình cái tính kỷ luật bản thân. Và hơn hết là mỗi lần mình vượt qua mỗi thử thách, nó làm cho mình có thêm cái niềm tự hào, có thêm cái động lực để mình tiếp tục cái con đường phía trước, con đường học tập của mình, có đúng không nào? Và mình cũng thấy được là cái khả năng của mình nó tới đâu. Còn nếu không thử thách, không có quy định gì, thì mọi người sẽ bị chùng xuống và mọi người sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Mọi người sẽ dễ dàng chỉ có học ở lý thuyết và mọi người đều không thực hành. Và đó là lý do chúng ta được tổ chức các lớp theo hình thức là hành trình chinh phục. Và Hùng Hùng là một trong những người luôn luôn hoàn thành rất tốt tất cả các thử thách. Cho nên cái tên Cao Hùng trở thành nỗi khiếp sợ của rất nhiều các thành viên khác khi tham gia hành trình đó, các bạn biết không nào? Rồi, ok, cảm ơn Cao Hùng rất là nhiều vì cái buổi phỏng vấn sáng ngày hôm nay ha, đã dành ít phút để tham gia phỏng vấn, nhưng mà chắc chắn nó mang lại nhiều thông tin và giá trị cho các thành viên. Cảm ơn Cao Hùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, cảm ơn Cao Hùng ha. Rồi, xin chào tất cả các thành viên đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và như đã chia sẻ từ trước thì tất cả các cái lớp học của tôi thì tôi sẽ thường xuyên có những cái buổi phỏng vấn đột xuất dành cho các bạn khi có mặt ở trong chương trình, và đặc biệt dành cho các bạn có mặt sớm. Vì vậy các bạn khi tham gia các lớp học thì chúng ta có thể có mặt sớm một tí xíu để tham gia cùng nhau trao đổi và chia sẻ những cái suy nghĩ của mình tới với mọi người ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, xin chào một số thành viên mới. Xin chào bạn Hùng Hải nè. Chào Liên Trịnh nè, lâu quá mới gặp lại nè.
Chào tất cả các bạn, kể cả các bạn hoàn toàn mới khi chúng ta lần đầu vào câu lạc bộ ngày hôm nay thì có cái điều đặc biệt là tôi dành tặng một cái vé free ha để một số thành viên được tham gia một buổi cùng câu lạc bộ nói trước đám đông của chúng ta. Tôi xin phỏng vấn một thành viên đặc biệt là bạn Liên Trịnh. Chào Liên Trịnh. Dạ, em chào sư phụ ạ, chào cả nhà. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau và trò chuyện với nhau trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Rồi, ok. Liên là một trong những cựu đệ tử không, của Bộ Thuận đã tham gia rất nhiều các lớp học, nhưng mà ngày hôm nay thì lâu rồi thì mới xuất hiện trở lại và tham gia một cái buổi Zoom như thế này, cho nên là sẵn bốc lên hỏi luôn nha. Liên giới thiệu mình ở đâu được không? Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là chị Kim Liên, em sinh năm 89 và em sinh ra ở Nam Định và hiện làm việc và sống ở Hà Nội ạ. Dạ. Như vậy thì ở ngoài đó thì bữa giờ bão rồi có bị ảnh hưởng gì không mà Liên? Dạ, nhà em thì cửa hàng thì không có ảnh hưởng gì nhưng mà đổ mất một cái cây rất là to và cả một khu phố của nó đổ toàn bộ cây cây 3 năm rồi nhưng mà đổ hết hết sạch sẽ. Và xung quanh em thì cũng có bị tốc mái tôn một số nhà, còn là bị ngập lụt gì cả. Là Ok. Như vậy thì cũng 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 gọi là một số cái thiệt hại nhất định ha, nhưng mà dù sao thì mình vẫn an toàn ha. Và vâng. và so với rất là nhiều người thì mình vẫn là ổn, ổn hơn đúng không? Rồi, cái lý do gì, động động cơ nào để Liên hôm nay quay trở lại và tham gia cái buổi Zoom sáng nay? Thực ra thì nhận được cái tin của sư phụ mở một cái lớp học và đi rất là tuyệt vời ngày hôm nay thì cũng vô tình hôm nay em lại được nghỉ làm. Và bình thường là em không nghỉ làm đâu, bên công việc của em thì chỉ có 1 tháng nghỉ 2 ngày thôi và mình được nghỉ phép 2 ngày thì hôm nay được nghỉ thì tranh thủ vào tham gia cùng với sư phụ và mọi người ạ. Ok, rồi cảm ơn Liên rất là nhiều vì đã sắp xếp và tranh Có thủ để tham gia. câu nói rất là hay, cái gì không dùng thì nó sẽ bị hỏng, nó sẽ bị hư. Nhiều cái nó đã bị hỏng thế này ạ. Ok, cảm ơn Liên rất là nhiều. Đó là cái câu nói của tôi cũng hay chia sẻ, đó là cái gì mà lâu không xài thì nó sẽ bị hư. Cho nên ngay cả mối quan hệ mà lâu không xài nó cũng hư luôn các bạn, nó cũng sẽ mất đi. Rồi người ta cũng sẽ chẳng nhớ bạn là ai cả nếu bạn không giữ được cái sự liên lạc, cái sự kết nối với mọi người, đúng không nào? Rồi cũng rất là nhiều thành viên chúng ta cũng có mặt trong câu lạc bộ nói trước đám đông, nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn còn đang núp dưới đám đông. Các bạn vẫn chưa hiện hình để tham gia thì khuyến khích tất cả chúng ta hãy mở cam lên để cùng tham gia nha. Rồi, ok. Thì sáng hôm nay cái chủ đề của chúng ta rất là hay, rất là đặc biệt mà tôi mang đến cho tất cả các bạn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái việc, đó là chúng ta khởi động một tí xíu, đúng không? Chúng ta khởi động tí xíu như thường lệ. Thì tôi sẽ cho các bạn tham gia một cái cuộc phỏng vấn vòng tròn, được không nào? Phỏng vấn vòng tròn. Đây là cái trò chơi mà thông lệ của câu lạc bộ chúng ta. Trước hết thì các bạn có thể nhìn qua một vòng các thành viên ở trong lớp của chúng ta, trong câu lạc bộ này. Chúng ta nhìn qua một vòng, chúng ta quan sát một tí xíu và xem thử mình có thể đặt một cái câu hỏi gì đó dành cho một thành viên bất kỳ nào đó, được không? Các bạn được quyền chọn thành viên, và khi bạn chọn thành viên nào đó thì người đó sẽ buộc phải trả lời cái câu hỏi của bạn, và sau khi người đó trả lời thì người đó được quyền hỏi thành viên tiếp theo. Đây, đây là cái trò chơi mà có nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi, nên là chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Và tôi sẽ là người mở đầu đầu tiên, tôi sẽ chọn một thành viên để đặt câu hỏi nha, để đặt câu hỏi. Tôi xin mời bạn Lê Hùng Hải. Đây, lại là một thành viên có cái chữ Hùng. Tôi có vẻ như tôi cũng khá ấn tượng với các bạn có cái chữ Hùng trong đó nha. Thì và cũng có cái duyên thì hôm nay bạn Lăng Lăng Hùng Hải là một thành viên rất là tích cực của câu lạc bộ nói trước đám đông, và cũng là một thành viên mà tôi gọi là những cái cục năng lượng các bạn. Khi bạn ấy xuất hiện bất kỳ ở đâu thì đều mang lại cái năng lượng, cái giá trị cho cái nơi đó, đúng không nào? Và Hải cũng là một thành viên như thế. Thì thầy muốn hỏi Hải một cái câu, đó là mình đã tham gia câu lạc bộ nói trước đám đông tới ngày hôm nay rồi đúng không? Thì đâu là điều Hải cảm thấy hạnh phúc nhất khi mình có mặt trong cái câu lạc bộ này? Xin mời Hải. Em chào thầy Thuận và chào các anh chị trong cái buổi sáng chủ nhật.
Thì cái câu hỏi của thầy Thuận rất là hay và đúng trọng tâm. Cái giá trị mà em đầu tiên em nhận được khi tham gia câu lạc bộ á, là nó khiến bản thân mình hoàn thiện hơn mỗi ngày và giúp mình tự tin hơn. Và em nói rằng là em có thể làm một tuần là 6 ngày làm việc trong tuần, nhưng mà chỉ cần một buổi sáng chủ nhật em đến câu lạc bộ thuyết trình, em chia sẻ chủ đề của mình, em trình bày vấn đề của mình, và em thấy là mình của tuần này tiến bộ hơn so với một tuần trước, thì đôi khi nó kéo theo em năng lượng cho những ngày tiếp theo của tuần làm việc tiếp theo. Và cái thứ hai là em rất học được rất nhiều từ môi trường này, là đầu tiên là những cái thứ mà thầy chia sẻ em thấy rất là tâm đắc và rất là hay, về cái cách mà mình làm chủ câu chuyện, làm chủ cái buổi trao đổi hoặc là những cái nghệ thuật khác. Và đặc biệt là em cũng học hỏi rất là nhiều từ các anh chị trong Zoom, những cái anh chị ở những vùng miền, những tỉnh thành, thậm chí là những quốc gia khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn dành một buổi sáng chủ nhật đáng lẽ là ngày nghỉ nhưng mà chúng ta đến với câu lạc bộ. Và em cực kỳ thích những cái người mà có một cái sự cầu thị và cố gắng như vậy. Em rất là trân trọng điều đó. Em cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn phần trả lời rất là dễ thương của Hùng Hải. Và Hùng Hải cảm thấy rất là happy khi mỗi lần chủ nhật mình có mặt ở đây, và càng vui hơn khi nhìn thấy được những thành viên tích cực hy sinh cái ngày chủ nhật của mình để tới đây góp phần chia sẻ những cái kiến thức, cái tình cảm của mình dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn Hùng Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới phần đặt câu hỏi của Hùng Hải. Mời Hùng Hải hãy chọn một thành viên và sau đó đặt câu hỏi cho thành viên đó. Hãy lướt qua xem những thành viên. Em muốn hỏi anh Cao Hùng một câu hỏi ạ. Ok, như vậy thì Hùng Hải đã chọn Cao Hùng. Xin mời Cao Rồi, Hùng. cảm ơn Hồng Hải. Dạ, em chào anh Cao Hùng. Anh em mình biết nhau cũng khoảng 2 tháng gần đây, và những cái buổi họp online thì lúc nào cũng thấy sự xuất hiện của anh đầu tiên. Thế thì em lúc nãy là em vô sau, nhưng mà em nghe cái đoạn chia sẻ của sâu của anh Cao Hùng em cảm thấy rất là ấn tượng ở chỗ là đôi khi mình phải đặt ra bản thân mình một cái sự kỷ luật nhất định ấy. Giống như kiểu nếu như bạn đã chế hẹn một lần ấy, thì cái việc bạn chế hẹn lần thứ hai, lần thứ ba là hoàn toàn có thể xảy ra. Và em hỏi là làm cách nào, trong một cái tâm thế nào mà anh có thể giữ một cái sự kỷ luật trong cái tiềm thức của mình nó ổn định như vậy? Cảm ơn Hải rất nhiều, câu hỏi cũng rất là hay. Cái này hầu như là cũng rất là nhiều người hỏi cô Hồng cái câu như thế này. Thật sự thì cô Hồng có cái kỷ luật này từ cái thời còn là học sinh sinh viên. Thì hồi xưa cô Hồng có một câu chuyện là khi cô Hồng học lớp 6 á, đến lớp 9 á, là học chung với một thằng bạn mà nó rất là giỏi. Không bao giờ học qua nổi nó, cứ mình học cỡ nào học mình chỉ đứng thứ hai thôi, nó hạng nhất. Rồi lớp 7 cũng thế, lớp 8 cũng thế, mình cứ bám đuổi học kiểu gì mà nói là chắc là cái gen di truyền hay thế nào đấy, nhưng mà mình không từ bỏ, mình vẫn cố mình học, mình tìm tòi, mình học sách vở, mình học thêm, mà cuối cùng cái năm lớp 9 mình lại đứng đầu qua khỏi nó, mình mới thấy được cái thành quả của mình bao nhiêu lần kiên trì như thế. Rồi không biết ăn sâu vào mình từ lúc nào, khi sau này có Hồng tham gia bất kỳ cái chương trình gì á, đã không chơi thì thôi, hoặc là không làm thì thôi, làm thì làm tới nơi tới chốn. Giống như là mình nói là nói được làm được, còn ít bao giờ có Hồng bỏ cuộc, trừ khi nó quá khả năng của có Hồng thôi mới bỏ cuộc, nhưng mà cái điều đó thì cũng rất ít. Bởi vì có Hồng cứ nghĩ một câu nói hồi xưa nó trong tiếng Anh á, nó có một câu nói gì á, người khác có thể làm được tôi cũng có thể làm được. Lúc đi đó rồi mình sau này mình đi qua Hàn á, mình dịch cái câu đó sang tiếng Hàn rồi đi phỏng vấn á, nhờ cái câu nói đó là cô Hùng cũng được vào những công ty người ta nhận. Mỗi câu nói đó thôi, nói người khác có thể làm được tôi có thể làm được. Khi vào công ty người ta nói cái công việc này anh có thể làm được không, anh là người nước ngoài, người Hàn tôi làm rất là tốt, anh làm được không, mình chỉ nói là người Hàn cũng là người, tôi là người khác làm được, tôi làm được, nó ăn theo mình như thế. Rồi mình lấy nó làm phương châm, rồi sau này mình tham gia bất kỳ cái gì á, với lại càng ngày á mình đã nói được rồi, mình đã nói cái gì đó rồi mà mình không làm á, mình không thể làm gương cho người khác được, không làm gương cho những đứa em, hoặc là nói được mà làm không được thì nó mất uy tín. Nên mình thật sự á, cái kỷ luật của mình nó không phải là mình muốn giữ cái uy tín của mình thôi, chứ không phải là cái kỷ luật. Bạn cứ giữ uy tín đi, tự nhiên cái kỷ luật nó sẽ theo bạn. Dạ, rất là hay. Em cảm ơn cái câu phần chia sẻ của anh Cao Hùng nhé. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Ok. rất nhiều. Cảm ơn Hùng Hải và cảm ơn Cao Hùng với một cái câu hỏi và phần trả lời cũng rất là hay. Tóm lại cái thông điệp chính của Cao Hùng muốn chia sẻ đó là mình giữ cái uy tín của bản thân, nói được làm được thì lúc đó kỷ luật nó sẽ tự đi tới, đi theo mình.
Rồi, cảm ơn Cao Hùng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới phần đặt câu hỏi của Cao Hùng. Và mời Hùng sẽ chọn thành viên tiếp theo. Vâng, cảm ơn sư phụ. Thì nhìn chung trong room này mình thấy có rất nhiều bạn mới và cũng có rất nhiều bạn cũ đã học ở đây từ lâu. Nhưng mà có một cô gái mà cô Hùng có nghĩ rằng trước đây khoảng 2 đến 3 tuần cô Hùng có nợ cô ấy một câu hỏi. Lúc đó cô ấy chuẩn bị hỏi cô Hùng á, thì cô Hùng có cái việc gì gấp quá ông anh gọi ra chạy ra ngoài. Thì khi vi quay vào á thì có nghe sư phụ có đeo Bluetooth, có nghe sư phụ nói nhưng mà không thể trả lời được. Cô ấy hỏi người khác. Thì hôm nay mình muốn quay lại để phỏng vấn một cô gái tên là Thủy Đoàn, xin mời em. Ok, xin mời Thủy Đoàn. Thủy Đoàn tức là em tên Thủy họ Đoàn hay là họ Thủy tên Đoàn? Dạ em họ Đoàn, tên Thủy anh Hùng ơi. À, cái tên nó đảo ngược, anh tưởng đâu cái đó cũng là tên. Ô, anh đùa vui đó chứ anh biết em tên Thủy. À, trước đây khoảng 2-3 tuần gì đấy anh có nợ em một câu hỏi. Thế bây giờ anh muốn hỏi một câu hỏi, em hãy hỏi lại câu hỏi lúc đấy với anh. Chắc không không nhớ không đâu. nhớ không nhớ mình hỏi câu gì. Cách đây mấy tuần á muốn hỏi anh câu hỏi, nhưng lúc đó anh tự nhiên tắt cam anh bỏ chạy ra ngoài đấy. Dạ đúng rồi, cái lần đầu tiên em tham gia câu lạc bộ là chủ đề là làm sao để sống hạnh phúc đó. Dạ em còn nhớ cái chủ đề đó. Em có hỏi anh Cao Hùng là trong cuộc sống á, thường thường anh Cao Hùng mà buồn á thì anh sẽ làm gì á. À. Em nhớ rồi. Cái này đối với cô Hồng á, thì hồi xưa á, lúc cô Hồng mà chưa có được nhiều kiến thức, chưa có tiếp xúc với đời nhiều á, và cũng như là khi mình vừa trưởng thành á, cái buồn buồn rủ nhau đi nhậu. Thanh niên mới lớn gọi là cũng là thời trẻ trâu á bạn bè, hôm nay tao buồn quá rủ nhau đi nhậu, mà sau này mình thấy nó là nó không có hay gì cả. Sau này á không có buồn cũng rủ nhau đi nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, mà không buồn không vui cũng nhậu, riết nó thành thói quen coi như mình là bận nhậu. Sau này cô Hồng thấy nó không hay, cô Hồng mới bỏ, nên là sau này buồn không đi nhậu nữa, mà buồn mình kiếm cái gì đó để mình xả stress. Như cô Hồng á, khi mà buồn thì mình có thể vào mở một cái trang hài hước nào đấy để xem để nó xả stress. Thứ hai là cô Hồng tập thể thao, buồn nó ra chạy bộ vài vòng cho đầu óc mình nó bớt stress đi, nó thư giãn đi. Và khi chạy bộ thì y như mình chỉ tập trung vào chạy thôi, năng lượng mình nó máu mình nó sôi sục lên, với mồ hôi nó ra, phải không, cảm giác mình bớt stress. Chơi môn thể thao nào cũng được khi buồn như thế, hoặc làm xem phim hài thôi, chứ buồn mà có không ít bao giờ đọc sách đó, không thể tập trung đọc sách được. Thì buồn mà đọc sách mà đúng trúng sách buồn nữa thì nó nhân đôi lên nữa Dạ là cái phần chia sẻ của anh đó hình như nó cũng có liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay anh Cao Hùng ơi, chết. tại anh thấy là sức mạnh của sự lặp đi lặp lại á. Đúng rồi, cái gì lặp Dạ đi lặp lại nó sẽ trở thành thói quen đấy. Nếu mình lặp nó suốt, nếu mà lặp đi lặp lại những cái hành động tốt, những thói quen tốt, những cái phản xạ tốt giúp ích cho mình phát triển cho bản thân thì nó cực kỳ hay, mà lặp đi lặp lại những cái gì xấu thì nó sẽ thành thói quen xấu, mà cái gì tốt thành thói quen tốt. em Bạn thì câu hỏi em dạy lớp 1 á, đầu năm vô á cũng có mấy học sinh nó chậm với lại nó tự kỷ á, nó hay lặp lại những câu hỏi của em. Cái vì vậy mà em tìm tòi học hỏi thêm những khóa học về dạy mấy đứa trẻ tự kỷ á anh. Cái cô giáo của em cũng có dạy là mình áp dụng sức mạnh tiềm thức á, mình ghi những cái điều mà mình mong muốn cho những bé đó ra bằng những cảm xúc tuôn trào luôn. Thì phải chiều nào đi dạy về khoảng 6 đến 7 giờ đó là em lấy giấy lấy tập ra em viết, em viết những cái điều tích cực về những cái học sinh đó, đó. Thì sau khoảng 2 tuần à em lặp đi lặp lại mà sau vô học em thấy nó tiến bộ ghê luôn á. Mỗi lần mình hỏi nó không còn lặp lại câu hỏi của em nữa mà nó trả lời luôn, nó diễn tả tròn câu nữa, thì em thấy là cái sức mạnh của gì lặp đi lặp lại á nó hay quá à. Hồi đó giờ em học là mình áp dụng với bản thân của mình thôi, nhưng mà thật sự lần này là em áp dụng cho học trò em thấy nó hiệu quả lắm anh. Dạ em cảm thấy là rồi, cảm sự hay truyền quá, lại khá hay luôn á. hay quá. Thế Dạ mình cũng có áp dụng lặp đi lặp lại cho bản thân mình để hạnh phúc. Mình thấy cái gì hạnh phúc lặp đi lặp lại nó cho nó hạnh dạ phúc. với lại cái phần trước mà cái chủ đề mà bí quyết để sống hạnh phúc á, thầy có chia sẻ là mỗi ngày mình nên dành khoảng 5 phút để coi phim hài cái gì đó thầy, Đúng những rồi, gì vui coi vui á, hai, đúng rồi. thì em thấy lặp đi lặp lại cái đó cũng rất là có tác dụng luôn á thầy ơi. Nếu mà mình cứ buồn hoài thì mình sẽ thu hút những cái gì mà buồn khổ đến á, mình coi phim hài hay cái gì vui thì
mình sẽ tự động mình hút những cái điều tốt đẹp đến với mình đó Bữa bà. giờ Thủy có coi phim hài không? Dạ có. À, thấy có vui lên nhiều Dạ vui thầy. không? Ừ, đó. Dạ cảm ơn Ok. thầy và mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Cao Hùng nha, Cao Hùng. À, Rồi. cảm ơn em rất là nhiều. Nếu có dịp Dạ. thì mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Mời em tiếp tục. Rồi, ok, cảm ơn Cao Hùng rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Thủy Đoàn. À, Thủy Đoàn sẽ là người chọn thành viên tiếp theo. Mời Thủy Đoàn. À, em xin hỏi chị Mỹ Phương, thằng cô đã từng thành lập một kỹ năng nào cho mình bằng cách là đi lặp lại cho cô, và bí quyết thành công của cô là gì, cô có thể chia sẻ với mọi người được không? À, Thủy chọn cô Mỹ Hương đúng không? Rồi, mời cô Hương. À, chào thầy và các bạn, tôi tên Hương. Tôi xin giới thiệu, tôi là người mà đã về hưu cũng gần 10 năm rồi. Dạ. Nhưng tôi vẫn còn đi làm. À. Và cái công ty này thì làm cho nước ngoài. Cho nên tôi vẫn cần update những cái kiến thức Dạ. về cái đời sống hiện nay, về cái lối sinh hoạt, về những cái ngôn ngữ. Để tại vì mình còn làm công việc, thành thử ra nói chung mình còn sẽ giao tiếp với phía sếp, với đồng nghiệp, với bạn bè và với những người làm việc họ nhỏ, nhỏ tuổi hơn mình nữa. Nhưng mà về cái khả năng giao tiếp á, thì mình thấy là trong cái môi trường làm việc như vậy á, mình rõ ràng mình thấy mình còn làm việc, mình cũng cần phải có thu nhập những cái kỹ năng giao tiếp, mình cũng phải tìm cho mình một cái gì đấy để mình cảm thấy là trong công việc của mình nó có cái sự hỗ trợ, và làm việc nó luôn có cái sự gọi là liên quan đến nhau. Thì những cái điều đó, ví dụ như là những cái công việc đấy, mình muốn cho nó được hoàn thành tốt đẹp, mối cái quan hệ của mình với các đồng nghiệp, với các bạn bè tốt đẹp, thì mình cái sự kỹ năng giao tiếp thì nó rất là quan trọng đấy. Thành thử ra những cái điều mà nó làm cho mình hạnh phúc là khi mình hoàn thành cái công việc mà mình biết là trong đấy có cái sự đóng góp của cả team, chứ không phải riêng gì cá nhân mình. Mà chính vì vậy mình cũng phải học hỏi những người đồng nghiệp của mình, là ví dụ như trong Alo, mọi người còn nghe nó không ạ? Rồi vẫn nghe cô. Dạ. Ví dụ như bà bây giờ, ví dụ một cái điều hạnh phúc là khi mình làm một cái công việc gì đấy mà khi mà nó hoàn thành rồi thì mình phải công nhận là cái công sức đấy là của team, cả team, chứ không phải riêng vì cá nhân mình. Mà cái điều hạnh phúc mà nó đang đến với mình là mình phải hiểu rõ từng cá nhân họ làm việc chung với mình tính cách như thế nào, cái lối làm việc như thế nào, để mình có thể mình hòa hợp được, mình làm việc được với họ, và để nó hoàn thành công việc. Thì cái điều đấy nó quan trọng hơn là cái mà mình giống như là mình thể hiện cái cá nhân của mình là một người xuất sắc, thì cái điều đó nó sẽ không có hòa hợp được giữa cái tập thể. Thì thành thử ra tôi nghĩ là cái điều hạnh phúc của tôi là tôi phải hiểu được những người làm việc trong team của mình, thì cái tính cách họ như thế nào, rồi cái suy nghĩ, cái làm việc của họ đôi lúc mình cũng tìm hiểu, chứ không phải mình nghĩ là mình có thể là mình có khả năng hơn, tại vì mình chủ quan ấy. Cái mà mình không hiểu rõ họ, rồi có thể khi mình hướng họ đi thì có thể là nhiều khi có thể là công việc cũng hoàn thành nhưng mà nó lại không có mang được cái niềm vui cho mọi người. Thành thử ra cái quan trọng là trong cái môi trường làm việc của mình hiện nay thì mình nên tìm hiểu để biết rõ những người họ làm việc chung với mình đó. Ví dụ như những cái niềm vui, những nỗi buồn hoặc là những cái gì đấy thì mình có thể mình hiểu rõ được để mình chăm sóc lẫn nhau, thì sẽ đưa đến cái việc thành công. Mà nó thành công như vậy thì nó sẽ là của cả team chứ không riêng cá nhân mình. Ok, Ý kiến của à, ok, cảm ơn phần chia sẻ của cô Hương rất là nhiều. Và nãy thì bạn thật ra bạn Thủy có hỏi về cái đâu là cái điều mà mình nên lặp đi lặp lại. À, cô Hương có lặp lại những cái điều gì trong cuộc sống giúp cho mình có cuộc sống tốt hơn không? lặp đi lặp lại thì có, ví dụ như là những cái vấn đề gì mà mình cảm thấy là nó đem lại niềm vui cho mình thì mình sẽ lặp đi lặp lại. Ví dụ như là dậy sớm nè, tập thể dục nè. Khi mình có những chuyện buồn thì mình có thể là mình sử dụng những cái phương tiện khác, như ví dụ như nếu mình không đọc sách được thì mình có thể là tập thể dục, đi dạo, hoặc là nghe nhạc, hoặc là riêng tôi thì tôi nghe nhạc thôi.
hoặc là đó thì những cái đó nó sẽ giải thoát cho mình hơn là mình sẽ tập trung vào những cái nỗi buồn. Thì này, này như anh Cao Hùng anh có nói đó, nếu mình còn tập trung vào cái dù như mình gặp một cái sắc buồn thì nó sẽ nhân đôi lên. Thành thử ra tôi nghĩ là khi mà mình cảm thấy nó vấn đề là nó đi vào cái tiêu cực thì mình sẽ cảm thấy là mình phải chia nhỏ nó ra, ví dụ như là mình đi dạo nè, mình đọc sách nè, mình nghe nhạc, hoặc là mình cùng lắm thì mình coi một cái tiểu phẩm hài ngắn, hay là đơn giản nữa thì mình nghe một cái clip nhỏ của thầy Thuận về cái gì đó, mà nói chung là cuối cùng là bao giờ cũng có cười. Để đó tôi nghĩ là để đó tôi nghĩ là nhiều khi mình đọc mình tới cái đoạn đấy, hoặc là thật ra thì không phải chỉ cười không mà nó có cái triết lý ở trong đấy, ví dụ như nó sẽ làm cho mình giống như là nó giải giải tỏa bớt, thì tôi đã nói là học cái thầy Thuận là xả stress miễn phí. Thành ra tôi nghĩ là cái điều này một cái video của thầy Thuận chừng tầm mấy phút thôi nhưng mà nó nhiều ý nghĩa lắm, không phải chỉ cười không mà nó có cái ý nghĩa trong đấy. Thành thử ra mọi người cứ nghe đi, và nó ngắn thôi nhưng mà có tác dụng lắm đấy. Cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Mình mà thường xuyên nghe những video như vậy, mình cảm được, mình học được và mình cười được là mình còn rất là trẻ nha cô Hương nha. Cảm Còn rất trẻ. Rồi, cảm ơn cô Hương rất là ơn. nhiều vì phần chia sẻ này. Cảm ơn Thị Đoàn vì đã đặt một cái câu hỏi cho cô Hương. Vâng, và chúng ta sẽ tạm dừng lại phần hỏi đáp vòng tròn ở đây các bạn nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Ở đây là chúng ta đang tham gia câu lạc bộ nói trước đám đông, nhưng mà chúng ta đang nói trước một cái đám đông online, đúng không các bạn? Đám đông online. Và thứ nhất, đã là nơi để chúng ta luyện tập nói trước đám đông nên là các bạn sẽ thấy là các thành viên sẽ được nói rất là nhiều, được chia sẻ rất là nhiều. Và đó là cái cách để chúng ta luyện tập, đúng không? Đó là cái cách chúng ta luyện tập. Và chúng ta lặp đi lặp lại cái việc nói này cho tới khi nào chúng ta cảm thấy nó thuần thục, đúng không nào? Đó là cái mục đích mà cái câu lạc bộ chúng ta hình thành. Giả sử các bạn có thể học một cái kỹ năng gì đó để nói thu hút, nhưng mà bạn chưa được lặp lại kỹ năng đó đủ nhiều để nó trở thành của bạn thì nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Thì chúng ta có câu lạc bộ để chúng ta cố gắng phát huy những gì chúng ta được học, chúng ta thực hành ngay trong cái chương trình của chúng ta. Điều thứ hai, các bạn khi mà nói trước đám đông thì chúng ta hãy nhớ đầu tiên là chúng ta hãy chú ý vào cái hình ảnh của mình trước đám đông. Ví dụ chúng ta tới một cái câu lạc bộ mà offline thì chúng ta thấy cái việc chúng ta ăn mặc như thế nào, chúng ta mang giày, chúng ta phong thái tóc tai mọi thứ thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta nói trước đám đông nó tự tin hơn, đúng không nào? Vì ai cũng thích cái đẹp, ai cũng thích cái sự tươm tất hết. Và đó là cái mà chúng ta cũng nên cố gắng mà đầu tư. Còn nói trước đám đông online thì chúng ta hãy để ý cái cách ngồi của chúng ta trước màn hình đi. Chúng ta hãy chú ý đi. Chúng ta ngồi có ngay ngắn trong khung hình hay không? Chúng ta có thật sự tập trung để hướng vào cái buổi nói chuyện này hay không? Lỡ ai đó lướt kéo kéo nhìn thấy cái chúng ta thì chúng ta đang làm gì? Chúng ta ngồi, chúng ta bấm điện thoại. Chúng ta cúi cúi, chúng ta làm gì đó. Chúng ta đang nói trước đám đông. Có tốt chưa? Trước hết là hình ảnh chúng ta đã ok chưa? Nhìn coi vô coi nó được chưa? Ví dụ như bạn Thủy Đoàn ngày hôm nay là bạn ngồi rất là ngay ngắn, rất ngay ngắn trong khung hình, một cái khung hình rất là chân quê, chân chất, dễ thương, đậm đà bản sắc dân tộc, đúng không? Bên Hàn Quốc làm gì có cảnh đó, đúng không? Ở Việt Nam mới nhìn thấy ở phía sau có những cái tủ, có những cái vách tường, đó, có những cái bàn inox, có chiếc xe đạp, đúng không? Cái tủ gỗ, nó rất là Việt Nam mà. Và các bạn, cái sự chân chất, cái sự mộc đó đó nó là rất là quý ha. Rồi, hay là Cao Hùng cũng vậy, mỗi lần vô thì luôn luôn ngồi rất là chỉnh chu và tập trung gần như là tuyệt đối vào cái buổi học. Hôm nay có bạn Liên cũng vậy, tôi nhìn hình ảnh của các bạn Hùng Hải cũng vậy, tôi nhìn hình ảnh các bạn thì đây là cái điều mà tôi cảm thấy là cái số người làm được cái điều này nó còn ít quá. Chúng ta ngồi trước đám đông nhưng mà cái trạng thái của chúng ta nó chưa dành cho cái đám đông đó. Các bạn biết là cái thời buổi này á là cái thời buổi mà công nghệ thông tin, cái thời buổi mà thông tin nó liên tục, chúng ta cầm điện thoại chúng ta lướt lướt quá nhiều thông tin. Và các bạn, rất nhiều người trong số các bạn đang bị một cái bệnh rất là nặng, đó là ngộ độc thông tin. Các bạn đang bị ngộ độc thông tin mà chúng ta không hề biết. Ngộ độc ở đây là cái gì? Chúng ta hay cầm lướt vô mục đích,
chúng ta cầm điện thoại cho chúng ta lướt một cách không có ý thức luôn, và chúng ta tiếp nhận bất kỳ thông tin nào mà chúng ta không có sự chọn lọc. Lên trên Facebook nha, thấy một cái dòng tích giật tích nào đó của một cái bay bất kỳ nào đó nói là Lý Hải lừa đảo, cái là tin liền, cái chạy qua nhà hàng xóm đùa là bắt đầu mét liền, thấy không? Trời, mày biết ông Lý Hải gì chứ, lừa đảo lắm nha, mà trong khi đó là một thông tin không chính xác. Bất kỳ cái thông tin gì nó nổi lên, các bạn cứ nghĩ là báo đăng, không, cái bay nó lập tên là báo, ví dụ như báo ABC gì đó, cái ra ngoài học với đứa bạn liền, lên công ty truyền tai nhau liền một cái vụ gì đó. Đó là cái điều mà chúng ta đang, cái vấn nạn mà nhiều người đang bị. Lên Facebook, lên mạng xã hội, chúng ta cần phải có sự tỉnh táo để chọn lọc thông tin. Có hai điều nên nhớ nè. Một là mình phải coi cái điều đó tích cực hay tiêu cực. Hãy học cái cách né xa những cái gì tiêu cực đi. Cuộc sống này có nhiều cái tích cực để hướng tới lắm. Mọi người có cái thói quen cứ thấy ai cái gì đó xấu cái vô đọc liền à. Tranh thủ đọc, đọc comment xong còn thả cái comment vô đó nữa, chửi phụ. Thấy ai giống như phát cái bill mà ủng hộ từ thiện đó đúng không? Làm giả này kia nọ, thấy bức xúc quá cái vô chửi một cái. Không, bao nhiêu người chửi thì mình phải thêm cái chửi nữa vô. Mình thấy mới hả dạ, tại vì ai biểu đâu. Trời ơi, từ thiện gì 10 ngàn mà lên đăng lên Photoshop lên 10 tỷ. Tức cũng chứ, đúng không? Nhưng nếu mà các bạn vượt qua cái điều đó thì các bạn mới mới là một cái người hạnh phúc được, mới trưởng thành hơn được. Các bạn không bị sa vào đám đông ném đá tiêu cực. Chúng ta không sa vào những cái con người thích phán xét. Hãy tách mình ra khỏi những cái điều tiêu cực như vậy các bạn ha. Nếu là đệ tử của Bộ Thuận là cái người phải tỉnh táo, đó là điều thứ nhất, là chúng ta biết đâu là tích cực, đâu là tiêu cực, để chúng ta hướng về cái tích cực, mà chúng ta hãy xa dần tiêu cực. Tất cả rất nhiều người trong số chúng ta trong thời gian qua, mặc dù chúng ta ở miền Nam, chúng ta ở nước ngoài, nhưng chúng ta cũng đang bị bão. Chúng ta cũng đang bị bão. Mà chúng ta đang bị bão gì không? Bị bão thông tin. Ngày nào mở mắt ra chúng ta cũng lật đật lướt coi hôm nay có gì mới. Ngày nào chúng ta cũng phải mở Facebook lên coi có vụ gì hot, có gì có hóng, coi có drama gì không. Chúng ta đang bị bão thông tin. Nên thiệt hại ngoài Bắc là thiệt hại về người, về của. Ở trong đây chúng ta thiệt hại về não. Chúng ta mệt mỏi, chúng ta mở mắt ra, chúng ta cứ lướt lướt thông tin. Rồi sau đó thì sao? Con thì cho chưa cho bú, chồng chưa cho ăn, công việc thì bỏ bê, ngày nào cũng tìm kiếm thông tin, đọc đủ thứ hết. Rồi thông tin cũng không biết nào thật nào giả, thật giả lẫn lộn, rồi nhảy vô comment, xong gặp một cái người họ chửi lại mình, cái mình chửi lại họ, mất nguyên ngày của mình, mất luôn ngày hạnh phúc và bỏ bê rất nhiều việc. Nên có những lúc tôi cảm thấy sợ quá. Tôi lên Facebook tôi thấy toàn những người phán xét không à. Ai làm gì đó hễ sơ hở là bị nói liền. Vợ chồng ưng bằng phúc đi ra từ thiện chỉ cần chụp hình mấy cái, làm mấy cái mà không vừa lòng của các bạn là các bạn chửi. Tôi thấy cuộc sống này người tốt có, người xấu cũng có. Tôi cứ cho rằng những cái người đó xấu đi, nhưng cái hành động của tôi là không có cần phải chửi họ. Cái hành động, tại vì tôi cảm thấy mình chửi họ, mình ném đá họ, mình không có hạnh phúc được tí nào, thêm được tí nào trơn. Nếu mình làm điều đó mình thêm hạnh phúc hay là thêm tiền bạc, thêm giàu có thì mình làm. Còn này không có được một cái gì hết luôn, mà nó mất thời gian, mất sự tập trung và nó mất luôn cả hạnh phúc. Bạn thử chửi một người nào đó đi, bạn có thấy hạnh phúc không? Không bao giờ có được điều đó. Tôi lướt tôi thấy hình con chó nó đứng trên cái bè hay cái nhà gì đó, rất là tội, nhìn hình ảnh rất dễ thương. Và luôn tôi để vô một cái comment, đây là những cái hình ảnh mới đáng lan truyền chứ không phải những cái điều khác ha. Tôi nói vậy các bạn hiểu không? Tự nhiên tôi cảm thấy là cái chúng ta đang bị cái đó, nên là mình hãy lựa chọn ha, lựa chọn những cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được không nào. Điều thứ hai á, điều thứ hai các bạn, điều thứ hai là chúng ta hãy hãy làm một cái việc như thế này nè, đó là chúng ta tập tiết chế lại thông tin. Ví dụ như mà chúng ta bị một cái là chúng ta hay bị nghiện tin á,
nên là ngày nào chúng ta cũng phải là rảnh cái là phải đọc gì đó, rảnh cái cũng phải cầm cái TikTok chúng ta lướt, không bao giờ chúng ta dừng lại được. À, đi tới nỗi mà vô toilet ngồi để cái đít xuống cái là phải cũng phải cầm điện thoại lướt. Có ai bị đó không? Giống như bị cuốn vào á, thì chúng ta học cách tiết chế nó lại. Tiết chế có nghĩa là chúng ta phải thả cái điện thoại ra, phải buông ra, phải dành cho mình thứ những cái lúc thật sự tập trung hoặc là rảnh rỗi kìa. Cũng giống như ngay bây giờ các bạn ngồi đây, nhưng mà rất là nhiều người đang không ngồi đây, đúng không? Có nhiều người đang không ngồi đây đâu, cái mặt của mình nằm đây thôi, cái người mình đang đây, nhưng mà thật sự các bạn không ngồi đây là tại vì tâm trí của bạn không có ở đây. Người thì đang nghĩ tới cái này, người thì đang lo tới cái kia, nên đôi khi những gì tôi nói á thì khoảng có một nửa ở đây nghe, thật sự nghe thôi, còn lại nửa còn lại không có nghe đâu, tại vì các bạn không có ở đây. Thân xác ở đâu? Thân xác trong lao mà. Cái hồn nằm ngoài lao. Không có nghe. À, không nghe các bạn. Nên là mình hãy quay lại. Nói theo cái ngôn ngữ của Phật Pháp, nó phải gọi là gì các bạn? Tỉnh thức, chánh niệm. Đó, chúng ta phải học cái cách tỉnh thức và chánh niệm. Ngồi ngay đây thì biết ngay đây, tập trung 100% cho lúc này. Thì mình thấy cái thời gian mình ngồi đây 2 tiếng á, nó có giá trị hơn nhiều ha. Ok không nào? Các bạn có đồng ý những gì tôi chia sẻ không? Có đúng không? Nói là em nói với chị đấy. À đúng nè. Dạ. Mic bên nào bị ồn nè? Thanh Loan. Tại nên tỉnh như sao. Nhà vô địch. Bên À, đệ tử đâu bị ồn đâu. bên nhà vô địch. Nhà vô địch là ai ta? Rồi các bạn lưu ý chúng ta đừng có để mic mình bị ồn, nhà mình ồn quá mình để là nó là ảnh hưởng tới phòng nha. Rồi ok. Và chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề là sự lặp đi lặp lại, nhưng mà tại sao tôi lại chia sẻ với các bạn những cái điều vừa rồi? Tại vì đó là những điều lặp đi lặp lại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có đúng không? Các bạn có biết mà khi tôi đặt điện thoại xuống, tôi không thèm nhìn tới nó, tôi không nghĩ tới nó, tôi không quan tâm tới nó nữa. Lẽ ra lúc đó tôi rảnh, tôi có thể cầm điện thoại lên, tôi lướt, tôi tìm thông tin hay gì đó. Nhưng lúc tôi đặt xuống á, thì lúc đó thông tin trong đầu tôi mới xuất hiện được. Đó là lúc lúc mà những cái ý tưởng hay nhất mới xuất hiện. Còn khi các bạn bị động tiếp nhận những thông tin theo kiểu lướt news feed như vậy, những thông tin đó thật ra không phải là thông tin giá trị mà các bạn đang tìm kiếm. Cho nên đó là lúc mà chúng ta nên có cái thói quen lặp đi lặp lại. Đừng có để thói quen lặp đi lặp lại xấu trong cuộc sống của mình. Tôi hỏi các bạn một câu nè. Có cái cách nào để chúng ta có thể ghi nhớ một thứ gì đó tốt nhất? Chúng ta có cách nào để dùng mình học một cái bài gì đó mình nhớ lâu. Ví dụ như tôi nói với bạn một câu trong ngày hôm nay, một cái câu rất là giá trị. Một cái câu để giúp cho chúng ta làm kim chỉ nam đi. Thì làm sao bạn nhớ câu đó lâu? Có cách nào để nhớ câu đó lâu không? Làm gì để mình có thể nhớ một cái câu nói nào đó lâu, hoặc là thông tin hay là bài học gì đó lâu nhất, biết không? Mình Ta chiêm làm gì? nghiệm lại thôi. Chiêm nghiệm lại hả? Dạ. Lặp đi lặp lại thôi. Lặp Cuối đi tuần, lặp lại. cuối cuối ngày mình phải ôn lại. Từ tôi có. Tôi À, bé cũng Bảo thường Yên không? xuyên hơn khi không quên được lúc nhớ nó. À, rồi lặp đi lặp lại ghi chép đúng không? Còn Bảo Yên con sẽ làm gì để mình thuộc bài lâu? Dạ là con cũng có một cái phần giống như các cô chú đã nói, thì nếu như mà những cái bài tập tiếng Anh thì con sẽ viết lên cái nơi mà con hay đi qua đi lại nhất, và đôi lúc đi qua là orange là quả cam, red là màu đỏ, cái gì là cái gì đó đó. Còn nếu như mà thường thường mà con hay ăn uống hoặc là hay ăn ăn vặt này kia, thì con sẽ dán, ví dụ dán một từ tiếng Anh vào cái lọ sữa này, dán một từ tiếng Anh vào cái bơ này đó, thì con sẽ dán như thế để cho nó dễ hơn. Còn những lúc mà con cảm thấy là ở tiếng Anh này dài quá, thì ví dụ như là chữ red là màu đỏ đi, là red, thì con sẽ đọc là red 5 lần, xong con đọc ngược lại là er ngược lại 5 lần đó. Thì đó là ba cách
cách cuối cùng nữa là sẽ ví dụ như là bài tập bài tập thể dục mà thầy con dạy thì con sẽ mỗi sáng là con sẽ ra tập lần, tối ra tập lần, sáng ra tập lần, không có một cách nào mà không thể khiến con thuộc được. Còn nếu như mà bài tiếng Việt cô bảo là con đọc thuộc thơ bài tiếng Việt này đi thì con sẽ đọc thật là to, to ơi là to, hoặc là con dùng các cái biện pháp ghi nhớ mà con đã từng học trong các cái lớp học đó. Hay quá. Các bạn thấy bé Bảo Yên chia sẻ có hay không? Không. Cô bé này quá trưởng thành. Một cô bé ở cái tuổi học sinh còn trên ghế nhà trường, nhưng mà nói trước đám đông hay không? Nói là phải có giọng điệu, nói là phải có body language, nói là phải có thấy chưa? Đó là cái nhiều khi là người lớn không có được, mà một cô bé trẻ nhỏ tuổi như vậy làm rất là tốt cái điều đó đó. Nên đó là cái điều mà chúng ta cũng phải học được đó các bạn nha. Cố gắng học điều đó. Và bé Bảo Yên cũng chia sẻ cũng rất là chính xác. Để chúng ta thuộc một cái điều gì đó thì chúng ta phải lặp đi lặp lại. Nhưng để nói về cái sự lặp đi lặp lại, nó có nhiều cách lặp lại lắm. Thứ nhất, cách lặp lại bằng mắt. Lặp lại bằng mắt có nghĩa là chúng ta phải làm cho nó xuất hiện trước mắt chúng ta nhiều lần. Đúng không? Tôi ví dụ giờ mình thấy một cái người nào đó một lần có thể là mình quên mất, nhưng mà mình thấy người đó ngày nào cũng thấy mặt bả hết trơn, mình nhớ liền, đó là mình thuộc luôn á, đó là gọi là thuộc bài đó. Cái câu một cái từ khóa tiếng Anh nhưng mà mình học một lần đầu mình thấy chữ red là màu đỏ, mình đâu có nhớ, nhưng mà mình cứ thấy red hoài, đi đâu cũng thấy red, red hoài, dán đầy nhà thế nào cũng phải red thôi. Nó cũng phải thuộc thôi à. Mình tại mình thấy nó riết à, có đúng không? Đó là sự lặp đi lặp lại bằng mắt, bằng thị giác, bằng cách nhìn thấy. Cách lặp đi lặp lại thứ hai là bằng cái mỏ, là mình phải nói nó nhiều. Mình cái lặp đi cái từ từ đó nhiều. Có ai học tiếng Anh xong mà không biết cái từ hello là cái gì không? Tại vì cái từ đó là cái từ nói nhiều nhất, đúng không mọi người? Nó trong miệng mình nhiều nhất, gặp ai cũng hello với lại good morning riết à. Hoặc là how you này kia nọ, là cái từ cái câu đó nó được lặp đi quá nhiều lần, lặp đi lại nhiều lần, thế là thuộc. Hai cái đúng không? Hai cái giúp cho mình dễ dàng thuộc, nó nhất là lặp đi lặp lại bằng cái miệng hoặc là mắt. Và cái cách thứ ba để chúng ta thuộc một thứ gì đó sâu hơn nữa, đó là lặp lại bằng bằng tay, đôi tay chúng ta, tức là chúng ta làm nó đó. Chúng ta làm gì nhiều thì chúng ta thuộc nó lâu thôi. Vì cái hành động là cái đôi tay là chỉ tượng trưng cho các bạn việc chúng ta hành động thôi. Ví dụ gì nè, mình học tiếng Anh nhưng mà mình không có cái cơ hội để giao tiếp với người nước ngoài nhiều thì tự nhiên mình hết từ 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 nó từ vựng hay mọi thứ nó xuống dần, nó mất đi. Nhưng mà nếu mình học tiếng Anh mà mình có cái thằng bạn người nước ngoài, mình ngồi nói chuyện nó hoài thì tất cả những gì chúng ta học nó sẽ nhớ luôn, không bị mất đi. Có đứa học cầu lông đi, học cái kỹ năng nào đó xong nhưng mà ít đi đánh quá thì cuối cùng những cái kỹ năng học được nó không có trở thành của mình được. Đó là sự lặp đi lặp lại bằng bằng tay, bằng cái đôi tay của mình, bằng hành động của mình, hiểu mọi người. Vâng, đó là như vậy. Chúng ta thấy là đầu tiên cái sự lặp đi lặp lại giúp cho chúng ta thuộc, chúng ta nhớ sâu sắc một thứ gì đó mà chúng ta học. Câu hỏi tiếp theo, làm sao để hình thành một cái thói quen tốt? Làm sao để hình thành một cái thói quen tốt? Thói quen tốt là thói quen gì? Ví dụ như thói quen sáng nào cũng chạy bộ, thói quen là lúc nào xuất hiện đều cũng phải bật cam lên chia sẻ, đúng không? Thói quen chúng ta ngậm nước muối mỗi ngày, đúng không? Thói quen viết lách, đúng không? Có rất là nhiều thói quen tốt. Như vậy thì có cách nào để chúng ta hình thành nên một thói quen tốt nào đó? Hoặc là cái thói quen là làm video. Có nhiều bạn cũng biết làm video nhưng mà chúng ta chưa có cái thói quen làm video. Vậy có cách nào để giúp chúng ta có được cái thói quen đó, đúng không? Mời bé Bảo Yên. Trời, không ai giơ tay à. Bé Yên luôn luôn là người xung phong, thấy chưa? Trở thành lớp trưởng luôn. Mời lớp Chắc trưởng. là chém mic sách của các cô chú rồi nên là cô chú không có gì để nói nữa. Thì con thường thường nếu như mà mặc dù là con chưa làm nhưng mà con vẫn biết cái cách để con nói. Thì nếu như mà cái bước đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là lên cái kế hoạch cụ thể
sẵn sàng. Ví dụ như là sáng hôm nay là tôi sáng sáng từ thứ hai đến thứ bảy chủ nhật là tôi phải dậy đúng 5 giờ này, đánh răng súc miệng này, xong gấp chăn màn này kia này kia này kia, nó cứ lừa thời gian giống như cái phần cụ thể mình đang làm thế, và mình thay đổi dần dần, mình cho mình một khung thời gian. À, tôi cho chính bản thân tôi một tuần để thay đổi. Ví dụ như là lúc đầu là tôi luôn luôn đi học trễ, tôi dậy 7 giờ nên là tôi luôn luôn đi học trễ, nhưng mà tôi thay đổi dần dần là ngày hôm sau tôi dậy 6 rưỡi này, dậy 6 giờ 15 này, rồi ngày hôm sau nữa tôi dậy 6 giờ này, xong bắt đầu dậy 5 rưỡi, dậy 5 giờ 15, và bắt đầu chính xác nữa là dậy 5 giờ, và cứ duy trì như vậy. Hôm nào mà dậy muộn cái, ôi hôm nay lỡ dậy 5 giờ 30 rồi là thôi xong, phạt, không cho bản thân mình đi chơi với các bạn hoặc là gì đó. Mình tự kiểm soát bản thân mình chứ không cần để ai kiểm soát nữa, bởi vì chỉ có mình chính mình mới kiểm soát được bản thân mình mà thôi đó. Nên chi là đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm được rồi là à, thói quen chúng ta ngày hôm nay là gạch một gạch, gạch hai gạch, hôm nào mà làm chưa được là x gạch một x như này đó. Còn cái sự duy trì là ví dụ như là vào Zoom là phải bật cam, không cái vào Zoom là có thể là nó chưa chắc chắn lắm, nhưng mà chúng ta phải nhớ này, quy tắc khi vào Zoom: bật cam, tắt mic và bật mic khi cần, và xây dựng bài. Đấy là những quy tắc của những người khi mà còn những đứa trẻ mà còn mầm non được cơ, chứ không phải là bây giờ chúng ta mới học đó. Những đây là những quy tắc mà khi mà mình mầm non chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải biết và chúng ta phải nắm rõ cơ. Đó, cái gì không hiểu là thầy ơi cho em hỏi cái này, cô ơi cho em hỏi cái kia, phải xây dựng bài dù mình nói sai đi chăng nữa, nhưng mà đấy cũng là tốt, nói sai cũng là tốt mà nói đúng cũng rất là tốt, là đúng mình có xây dựng bài được. Còn nếu mà nói sai thì chúng ta được thầy cô sửa và chúng ta biết thêm đó. Và những cái thói quen ví dụ như là đánh răng, đánh răng thường ngày, ngày xưa là con rất là ghét đánh răng, con cảm giác là đánh răng một cảm giác rất là tồi tệ, rất là kinh khủng, rất là kiểu mặc dù đánh răng răng mình sạch đấy, nhưng mà kiểu nó rất là nhảm nhí, được gọi là như thế đó. Nhưng mà thực ra bây giờ là con cảm thấy là rất là quý đánh răng luôn. Khi mà có cái kem đánh răng về là ôi 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 hôm nay mua kem đánh răng mới rồi mẹ, ôi hôm nay có bàn chải mới rồi mẹ, rất là vui đó. Nên chỉ là khi mà cách chúng ta muốn lặp đi lặp lại và chúng ta tạo được cái thói quen thì chúng ta phải yêu cái đấy, phải mến cái đấy và phải cảm thấy được lợi ích khi chúng ta làm cái đấy. Chứ chúng ta làm mà chúng ta không biết lợi ích, cũng không biết mục tiêu chính của chúng ta là gì, chúng ta chẳng làm cái gì cả, chúng ta làm cái gì cũng không nên cả Hay quá. đó. Ok. Tao xin đưa Rồi, cảm ơn Bảo Yên ha. Đấy, các bạn thấy không nào? Đó. Một cô bé đã chia sẻ với chúng ta là làm đầu tiên là để xây dựng cho mình một cái thói quen là phải có mục đích rõ ràng, không? Mình phải biết là tại sao mình phải làm cái việc đó. Kêu mình xây dựng một cái thói quen là dậy sớm nhưng mà chẳng biết dậy sớm để làm cái gì thì coi như là chúng ta cũng khó xây dựng lắm ha. Thứ hai là lên kế hoạch, ví dụ như lên kế hoạch Bảo Yên nó lên một cái lộ trình cho các bạn không. Ví dụ bình thường mình ngủ 8 giờ dậy thì mình giờ mình là 7 giờ 30 không, 7 giờ 30 mình dậy được rồi thì mình lên 7 giờ 15, cứ thế từ 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 cho tới khi nào mình dậy sớm thì thôi, đúng không? Và duy trì cái việc đó một cách là lâu dài thường xuyên. Hôm nay chủ nhật chắc là bé Yên là không đi học đúng không, được ở nhà cho nên mới tham gia được ha. Có mẹ ở đó không con? Dạ có, mẹ con đang ngồi coi video ở trước mặt Ồ vậy hả? á. À, vậy thì nói với mẹ đăng ký cho con thấy không, tham gia vô câu lạc bộ nói trước đám đông đi chứ. À, chủ nhật là bình thường là thí dụ mấy bạn học sinh là đi chơi này kia nọ thì cho con tham gia câu lạc bộ này không, để con có cơ hội để học tập rèn luyện với các cô chú đúng không, xong rồi không chừng là được lên làm lớp trưởng luôn á. Tại ở đây mấy người ở đây trầm lặng lắm con, có con vô nói nhiều vậy đó chứ còn mấy cô chú đây ít nói lắm. Vô là sẽ không chừng lên lớp trưởng không. Ok rồi, cảm ơn Bảo Yên nha. Bây giờ Dạ thầy là con phải cũng muốn
học hay lắm, nhưng mà kiểu dạo này điều kiện kinh tế của con, của mẹ con nó vẫn chưa ổn định và nó vẫn chưa cho phép ấy. Nên là con cũng rất là quý thầy chứ, con cũng rất là muốn nói chuyện với thầy chứ, nhưng mà để không học dịp này thì có thể khác à. Ok rồi, thật ra tham gia câu lạc bộ này cũng không có nhiều, con rẻ lắm con. Mà mốt nó dịp khác nó siêu nhiên thì nó tăng học phí lên đó, nó mình không vô nổi nữa, nên bây giờ mình nên vô sớm tốt hơn nha. Các bạn có thấy là bạn Bảo Yên của chúng ta có cái duyên đúng không, có một cái duyên nói chuyện rất là dễ thương không, nói chuyện rất có điểm nhấn không, trình bày mạch lạc rõ ràng không, nói từ lý thuyết xong cho ví dụ bản thân, mọi thứ có đầy đủ không, đây là một thiên tài nha mà. Không, thiên tài phải giận đó nha. Rồi, như vậy thì bạn ấy cũng đã chia sẻ cho chúng ta là cái cách để chúng ta xây dựng thói quen mới, đó là một cái lộ trình đầy đủ. Nhưng mà cái điểm chung của cái việc mà để chúng ta có một cái thói quen mới và quan trọng nhất vẫn là sự lặp đi lặp lại. Chúng ta lặp đi lặp lại một cái điều gì đó đủ lâu thì nó sẽ trở thành một cái thói quen của chúng ta. Đúng không mọi người? Sự lặp đi lặp lại. Có một câu hỏi đặt ra là hãy kể ra cho mọi người được biết đâu là cái điều mình lặp đi lặp lại thường xuyên trong cái cuộc sống của các bạn. Các bạn, đâu là cái điều mà nó lặp đi lặp lại một cách thường xuyên trong cuộc sống của các bạn? Các bạn có thể chia sẻ điều đó không? Ví dụ từ nhỏ lớn lên cái điều mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều nhất trong chính cuộc sống của chúng ta là thở. Trời ơi, ngày nào cũng thở, lúc nào cũng thở. Đó là cái sự lặp đi lặp lại mà đôi khi chúng ta không cần phải chú ý, mà chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại điều đó thôi. Và nó giúp cho chúng ta duy trì cái sự sống. Cái đầu nhưng mà nó chưa phải là cái đầu tiên lặp đi lặp lại trong chúng ta đâu. Đó là con tim của chúng ta. Khi chúng ta còn là bào thai thì con tim chúng ta nó bắt đầu có nhịp phịch 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 phịch, nó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi nó không lặp nữa là chúng ta biết rồi đó ha. Nó cứ lặp đi lặp lại một cái việc rất nhàm chán như vậy, nhưng mà nó quan trọng giúp chúng ta tồn tại trong cuộc sống này. Có phải không mọi người? Ở nhà chúng ta thì chúng ta cũng có thể lặp đi lặp lại cái việc là ngày nào cũng rửa chén nấu cơm cho ông chồng chúng ta ăn bực muốn chết luôn. Nhưng mà cái việc đó nó rất là chán đúng không? Chán nhưng mà cứ lặp đi lại ngày nào cũng nghĩ hôm nay ăn gì. Nhưng mà không lặp đi lặp lại thì sao cũng không được. Chúng ta đang duy trì một gia đình, chúng ta đang chăm sóc cho một gia đình của chúng ta, nên chúng ta cứ lặp đi lặp lại việc đó. Vậy các bạn thì sao? Các bạn hãy suy nghĩ xem có những cái việc gì nó lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình. Đó có thể là cái việc tích cực, đó là có thể việc cũng không mong muốn nữa. Thì đó là có là cái gì các bạn? Ai xung phong? Có ai xung phong không? Rồi xin mời chị Hồng Uyên. Chị Uyên mở mic lên. Chào thầy và chào các bạn trong lớp mình. Thì cái điều mà mình nên lặp đi lặp lại thì tôi nghĩ rằng đó là nụ cười. Lặp đi lặp lại vào mỗi ngày và mỗi Nụ lúc. cười. Và nụ cười với lại cái tinh thần mà dĩ nhiên khi mình cười thì mình vui, mình cũng mang cái niềm vui đến cho người khác. Mình tạo cái năng lượng tích cực cho mình và người khác. Rồi mình cũng tạo cho mình một cái thói quen, một cái tính kỷ luật, đó là rèn luyện thân thể. Phải phải có cái sự vận động mỗi ngày, phải duy trì cái điều đó để mình có được cái sức khỏe tốt. Rồi mình cũng tập thêm cái thói quen là khen ngợi người khác, khen ngợi người khác. Và cũng như thầy lúc nãy đã nói là mình cũng nên tập dần bỏ cái thói quen là gọi là bảo thông tin, tập những cái mình xem những cái gì cần xem thôi, loại bỏ bớt những cái không cần thiết để mình tránh làm nhiễu đi cái cuộc sống của mình. Đó là những cái chị nghĩ đó là những cái thói quen mà hiện nay chị đang cố gắng để mà làm điều đó mỗi ngày. Như vậy Cảm thì ơn thầy. chị Uyên có chia sẻ là thứ nhất là chúng ta lặp đi lặp lại, chị Uyên hay lặp đi lặp lại cái thói quen là cười, đúng không? Thứ hai là khen ngợi người khác. Như vậy thì chắc là lâu lắm chị Uyên mới đánh răng một lần đúng không?
tại vì không nghe Tôi phải đánh kể răng thì 3 lần à, nhưng mà không có à, nghĩ đó là một cái thói quen, đó là điều bắt à. buộc. Đó, sự lặp đi lặp lại mà đánh răng cũng lặp đi lặp lại mỗi Đúng rồi, ngày. Nhưng mà ăn cũng lặp đi tại lặp lại đúng đó rồi mà tại vì tôi không có nghe kể gì hết trơn thì tôi nghĩ chắc lâu lắm mới đánh lần, nó không có thầy. lặp lại. Ok, cảm ơn chị Uyên rất là nhiều ha. Thật ra có nhiều cái chúng ta lặp đi lặp lại mà chúng ta không có nhớ hết hoặc là chúng ta không có kể ra. Nên các bạn hãy suy nghĩ xem có điều gì bạn lặp đi lặp lại nhiều lần ha mỗi ngày. Rồi xin mời bạn Thủy Đoàn. Dạ, cái chuyện mà em lặp đi lặp lại hàng ngày đó thầy, đó chính là cái chuyện mà lên lớp dạy học sinh đó thầy. Bọn chán kinh khủng thầy ơi, Thôi chán. em chỉ trong là chiều em dạy xong em về nhà em nghỉ thôi đó. Nhưng mà lúc này thì em hào hứng hơn rồi, tại vì em có tham gia một số lớp học đó thầy. Người ta xây dựng cho mình tên nè, xây dựng cho mình mục tiêu, với lại truyền cảm hứng cho mình nữa. Cho nên là mỗi ngày em đi dạy em chỉ nghĩ là em đi cống hiến thôi, nghĩ như vậy là giúp đỡ người khác, mình giúp đỡ học sinh, cho nên là cái tâm thế như vậy thì em không có chán nữa. Lúc này em dạy em cảm thấy hào hứng, mà mình hào hứng thì học sinh của mình cũng hào hứng, cũng tiến bộ hơn đó thầy. Còn đối với em, khi mà mình học những kỹ năng nào mới á, cái việc lặp đi lặp lại nó giúp cho mình hình thành kỹ năng. Đó là nhờ vào cái câu chuyện Khổng Tử học đàn em tình cờ em đọc được cách đây vài năm đó thầy. Không biết thầy và các bạn đây có nghe câu chuyện Khổng Tử học đàn chưa ta? Chưa, à, Thủy hãy kể cho tất cả mọi người nghe ha. Bên em máy cắt lúa cho nên là hơi ồn, thôi em nhường lại cho những bạn khác thế này, tại vì người ta đang cắt lúa ở trước cửa nhà thầy ơi. Rồi, ok, cảm ơn Thủy rất là nhiều. À, khi nào mà có điều kiện thoải mái thì Thủy hãy kể lại cái câu chuyện đó cho tất cả mọi người nghe nha. Rồi, cảm ơn Thủy Đoàn. Và chúng ta sẽ tới với thành viên tiếp theo. Xin mời bạn Thanh Loan. Dạ, chào thầy và cả nhà. Chào thầy cả nhà, em là Loan. Thì cái thói quen mà em thường hay lặp đi lặp lại và em cảm thấy là cái này nó tốt cho chính bản thân mình, đó là cái thói quen tập thể dục. Thì em tập thể dục đó thì em miễn sao là mình có cái sự vận động thôi. Thì em ví dụ như là em chạy bộ rồi nhảy cardio với lại chơi cầu lông. Dạ thì mỗi ngày á, là em sẽ dành thời gian cho cái việc chạy bộ, để mà về khi mà mình chạy bộ á, thì khi mà mình có tập thể dục á, thì cái tinh thần của mình á, nó sẽ rất là thoải mái vui, với lại nó cũng tốt cho sức khỏe nữa. Rồi cái thói quen mà thường hay lặp đi lặp lại á, là thói quen về công việc. Đó là mình vào công ty và mình làm những cái công việc như nhắn tin với khách hàng, tư vấn cho khách hàng, mình lặp đi lặp lại và mình cũng cảm thấy yêu mến cái công việc đó. Với khi mà mình vô công ty thì gặp được nhiều người này người kia, thì cái tinh thần của mình nó cũng vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Thì em cũng rất là khuyến khích mọi người là tập thể dục thể thao á, tại vì nó mang lại cho cái sống tinh thần của mình nó rất là phong phú. Rồi, ok, cảm ơn Loan rất là nhiều. Như vậy Loan vừa chia sẻ hai cái điều mà lặp lại thường xuyên trong cuộc sống của mình, đó là tập thể dục và thứ hai là tư vấn cho khách hàng. À, nếu mà mình thích cái việc mà tư vấn cho khách hàng như vậy thì chắc chắn cái việc bán hàng của mình sẽ rất là tốt, đúng không? Không. À, có nhiều người gọi là làm cái công việc đó nhưng mà mình lại không có thích. Mình không có cái yêu thích đó, giống như Thủy đó, chưa tìm được yêu thích. Chưa tìm được nó không có nghĩa là mình không thích nó, và đôi khi là chúng ta do cái tư duy hoặc là chúng ta thiếu một cái điều gì đó, cái động lực nào đó khiến mà mình cố gắng. Giống như có những người làm video á nhưng mà làm được một hai cái thì dừng, không có làm được tại vì các bạn bị thiếu một thứ, đó là chúng ta quên mất là làm video là để giúp đỡ người khác chứ không phải là vì mình, mà phải vì người khác. Chúng ta làm một cái clip là hãy nghĩ tới cái chuyện là mình ngôn thí, tức là có ai đó sẽ xem clip mình, họ sẽ thay đổi được cuộc sống của họ. Như vậy tại sao mình không làm để giúp đỡ mọi người? Tại sao mình phải đợi lũ lụt thì mình mới lấy tiền ra mình chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? Mà trong khi bình thường như vậy mình không làm điều gì đó có ý nghĩa giá trị cho mọi người. Mà làm cái việc đó là nếu mà chúng ta không có một cái gì đó để giúp thì chúng ta giúp bằng những kiến thức, những cái lời chia sẻ, những cái kinh nghiệm chúng ta thông qua hình thức là video hoặc bài viết. Đó là cái cách giúp gọi là ngôn thí. Và đó cũng là lý do chúng ta nên học về ngôn từ để chúng ta có thể mang những gì mình biết ra
bên ngoài thông qua ngôn từ chúng ta để giúp được cho nhiều người hơn. Có đúng vậy không mọi người? Có đúng không? Đó. Vì vậy là tôi hay chia sẻ với mọi người á, nếu mà chúng ta không góp tiền thì chúng ta phải góp ý, đúng không? Chúng ta không góp tiền thì chúng ta góp ý. Ý đây là những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ, những cái bài, những cái chia sẻ, những cái giá trị của chúng ta. Đôi khi những cái thứ đó là mang lại còn nhiều tiền hơn cho rất là nhiều người nữa. Các bạn hiểu không? Rồi, ok. Có một số bạn ở đây á, là chúng ta ngại nói chuyện nè, chúng ta ngại thể hiện nè. Một lúc nào đó các bạn hãy suy nghĩ một điều này nè. Mỗi cái lời nói của mình á, những cái góp ý, những cái thậm chí là câu hỏi luôn, và thậm chí nó là câu hỏi hoặc là cái góp ý sai luôn á, nhưng các bạn đang mang lại cái giá trị cho một cái câu lạc bộ, cho một cái lớp học, giống như bé Bảo Yên có một cái tư duy rất là đúng. Đó là xây bài, là xây dựng bài. Trong lớp học không phải ông thầy không ông xây bài không, mà cả học viên, cả học trò phải cùng nhau xây bài, xây nên một cái bài giảng. Mà trong bài giảng nó phải có những câu hỏi, nó phải cần phải có những cái đóng góp của học trò, nó cần phải có những cái thắc mắc của học trò mình, có những cái chia sẻ của học trò mình nữa, chứ không đơn giản chỉ là cái người giáo viên. Cho nên bạn bạn Thủy nha, làm giáo viên á, thì hãy hãy để ý cái điều này. Mình làm sao cái lớp học của mình á, nó là phải là cái nơi của tất cả mọi người, của học trò mình nữa, cùng góp vào để tạo nên một lớp học. Chứ không phải mình đứng giảng từ đầu đến cuối, hôm nay cô giảng cho em cái bài này mình nói hết, mình nói mệt muốn chết luôn. Thay vì vậy, mình nói mời em này lên phát biểu, mời em kia lên làm này, mời em nọ lên tham gia trò chơi, chúng ta cùng chơi một cái game rồi. Các bạn thấy bạn này nói như thế nào, các bạn hãy cho nhận xét, bạn hãy chấm điểm cho bạn kia. Hãy xây dựng một cái lớp kiểu như vậy đó. Một cái lớp mà cái tinh thần xây dựng của từng học trò của mình đó, nó được được đề cao lên. Có đúng không? Đây, đó là lý do tại sao ngay cái câu lạc bộ này nè, mà ai cũng im lặng hết đó, thì không phải là một câu lạc bộ được. Nó không thể là câu lạc bộ nói trước đám đông được. Ai cũng trở thành những người thầm lặng hết, mà chỉ cần những cái người mà có thể là, mà các bạn có biết là bạn như bé Bảo Yên đó, là có thể nói thoải mái như vậy là vì đâu không? Vì bé ấy có một cái suy nghĩ khác chúng ta, có một cái thứ đó là gì? Không ngại phán xét. Mình càng lớn hơn, mình nhiều tuổi hơn, mình hay có cái sợ phán xét. Mình nói dở thì sao? Mình nói nó sai thì sao? Đúng không Yên? Mình nói mình đâu có sợ là phải bị sai hoặc là bị dở hoặc bị xấu đâu. Những cái sợ đó nó không có trong cái con người của mình. Khi còn nhất là nhỏ là mình không có sợ những điều đó. Cứ lớn lên dần chúng ta hay bị sợ. Nên đôi khi chúng ta phải học một một cô bé như bé Bảo Yên đây. Hai, đó. Bé Bảo Yên lại bấm nút giơ tay. Rồi, mời mời Bảo Yên nè. Đó, hôm nay ưu tiên cho À, Bảo Yên là khách khi mời, mà có một số người là ngại nói và cái chướng ngại vật khi ngại nói là ở đâu? Cái thứ nhất cũng giống như thầy nói đó là mình sợ nói quá, mình không? nói xem xong họ có phán xét mình không nhở, mình nói xong rồi họ có chê mình không nhở, rồi mình nói xong là có bị này có bị kia không nhở. Nhưng mà thực ra thì nói là cái cách xả hết những cái gì mình suy nghĩ và ra. Và có một người là trước giờ cô ấy rất là, con sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Có một người là trước giờ cô ấy thực sự rất là ít nói, cô ấy thực sự rất là kiểu nếu mà mình nói thì có này kia nọ không. Nhưng mà khi mà có một lần cô ấy cảm thấy rất là tức tối, cô ấy nói ra tuôn hết những cái gì mà cô ấy nghĩ ra đó, hay là thực sự người khác nói là ngôn từ của cô ấy rất là nóng, rất là bốc cháy, rất là kiểu đa dạng. Hay là lần sau cô ấy cứ tiếp tục nói, khi mà mẹ cô ấy phát hiện ra cái đam mê và cái tiềm năng của cô ấy thì mẹ cô ấy đã giúp cho cô ấy ngày càng nói tốt và mua cho cô ấy, rèn luyện cho cô ấy ngày càng nói nhiều hơn. Và câu chuyện đấy là câu chuyện thực sự của con. À, cô ấy chính là bé bé Yên ở đây, đúng không?
Đây, một câu chuyện thực tế rất là hay của bé Bảo Yên đó. Từ một người rụt rè ít nói cho tới khi một ngày là nói bùng cháy luôn. Và lúc đó thì mọi người đều phát hiện ra Yên có khả năng nói rất là tốt và ủng hộ cái việc mà phát triển kỹ năng đó ha. Rồi và thầy cũng rất là ủng hộ bé Yên ha. À, tương lai sẽ trở thành một cái diễn giả hay là một người nào đó làm cái công việc mà nói chuyện phải không? Và truyền cảm hứng cho mọi người, đúng không? Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với thành viên tiếp theo. Xin mời bạn Hà Dora. Dạ, em chào thầy và tất cả các anh chị. Hôm nay có một thành viên bé Bảo Yên. Phải thật sự là bé đang truyền cảm hứng cho rất là nhiều cô chú ở đây về cái nói trước đám đông. Hồi nãy thầy có một cái câu hỏi đó là những việc gì mà lặp đi lặp lại thường xuyên nhất? Em nghĩ rằng là tất cả những cái việc gì liên quan tới ăn mặc ở sống và những cái việc thiết yếu thì nó đều diễn ra một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại. Ví dụ như là ngày nào mình tự nhiên trạng thái của mình nó đói là mình sẽ ăn, rồi mình khát là mình sẽ uống, rồi đi làm là mình mỗi ngày phải dắt xe bước ra, thì cái việc đó là tự động một cách thường xuyên. Và em nghĩ là khi mà thầy đặt ra cái câu hỏi này, nó sẽ có một cái phần phía sau đó nữa, những cái chuỗi lặp đi lặp lại này, những cái việc mà hoàn toàn không có kiểm soát, một cách diễn nó diễn ra một cách tự nhiên như thế này, thì trong đó có những thôi cái việc lặp đi lặp lại tốt và có những cái nó chưa tốt hoặc là không tốt luôn đó. Chính À, xác. ví dụ như là cái việc là chat chat Facebook, Zalo, cứ mở mắt ra thức dậy một cái là cầm điện thoại và chat Facebook và Zalo ngay lập tức. Nhiều khi cũng sẽ không biết là chat để làm gì, lên đây kiếm cái gì, nhưng mà cứ thức dậy là mở mắt ra cầm điện thoại lên là chat Facebook hôm nay người ta nói cái gì hả, rồi Zalo có những cái video gì hay, rồi rất là nhiều bài báo nữa, nhất là những người đàn ông thì hay chat báo. Đó đó là những cái thói quen, và trong đó thì sẽ có những cái thói quen mình cần phải có cái sự điều chỉnh kiểm soát, và có những cái thói quen mà mình tiếp tục để cho nó phát huy cái tác dụng của nó. Và cái phần này thì chắc là sẽ nhờ thầy chia sẻ cho những phần sau, và em chia sẻ đến những cái việc đó. Và em cũng có một những cái thói quen lặp đi lặp lại nữa, đó chính là nói chuyện với lại một người, ít nhất một người nào đó trong một ngày. Nói chuyện với khách hàng, nếu như ngày hôm đó em không nói chuyện với ai là tự nhiên em giống như rơi vào cái trạng thái là trầm cảm. Kiểu như là giống như kiểu như vậy, hồi sẽ tự nhiên nó có một cái nỗi buồn hay cái gì đó nó khiến Kỹ cho luôn mình á. không nói chuyện. Dạ đúng là tự kỷ đó, nên là cái thói quen là mỗi ngày em sẽ nói chuyện với ít nhất là một người, để giống như bé Bảo Yên nói đó, nói ra để mà mình Giải đưa ra tỏa. tất cả những cái suy nghĩ, giải tỏa ra tất cả những suy nghĩ của mình ra bên ngoài. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ cũng rất là hay của bạn Hà. Hà có phân tích một tí xíu về cái chuyện là có những cái lặp lại đi lặp lại tốt, nhưng mà cũng có những cái lặp đi lặp lại xấu, tức là nó dẫn mình tới những cái điều mình không mong muốn, những cái thói quen xấu đó. Và Hà cũng chia sẻ là cái một trong những cái lặp đi lặp lại mà khiến cho Hà cảm thấy rất là tốt là mỗi ngày nói chuyện với một ai đó, đúng không? Làm cho mình thoải mái, mình nói ra hết được tất cả những cái suy nghĩ của mình, thì là điều rất là tích cực ha. Cảm ơn Hà rất là nhiều. Cũng giống như là khi chúng ta tham gia, khi mà tôi tổ chức ra nhiều cái lớp học, ví dụ như cái lớp là 30 ngày nói trước ống kính đi, thì tôi cảm thấy kết thúc cái lớp học đó đi, thì hết 30 ngày thì mọi người cũng dừng lại cái việc mà nói, mọi người vẫn chưa có sự lặp đi lặp lại đủ lâu. Có những thứ mình lặp đi lặp lại vài lần thì nó trở thành kỹ năng, thành thói quen, nhưng mà có những cái nó cần nhiều hơn. Vì vậy mới tôi mới hình thành nên cái câu lạc bộ nói, câu lạc bộ gì nói trước đám đông như thế này nè, khi mà các bạn ở đây nè, là để cho các bạn hàng tuần đều có cơ hội để nói. Không phải chỉ có nói trong Zoom này mà nói offline luôn, chúng ta gặp nhau bên ngoài nữa. Đó là cái nơi mà nếu mà chúng ta thật sự muốn biến cái việc mà nói trước đám đông trở thành một cái thói quen, trở thành một kỹ năng,
thì chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà đâu là cái môi trường? Chính là cái câu lạc bộ này nè. Có đúng không mọi người? Vì mỗi lần mình có mặt ở đây là một lần mình được lặp đi lặp lại cái việc nói trước mọi người nè. Nên hãy tận dụng nó. Chúng ta ngày hôm nay trong 2 tiếng này chúng ta không được nói thì lập tức chúng ta mất nguyên 1 tuần à, để có cơ hội để nói nữa. Và thậm chí có nhiều người là phải 2 tuần, tức là nửa tháng sau mới có cơ hội ngồi 2 tiếng nữa. Tại vì có những bạn ở xa để chúng ta không có điều kiện tham gia đó, chúng ta chỉ tham gia online thôi. Nên là chúng ta không có được nói, không được lặp đi lặp lại cái kỹ năng này. Vì vậy hãy tận dụng nó. Sắp tới tôi còn có một cái chương trình vậy nè, tôi cũng chia sẻ bật mí tí xíu cho mọi người, có một số bạn chưa biết. Đó là mỗi mỗi ngày luôn, tôi sẽ đặt cho một cái bạn một câu hỏi. Và trong vòng 30 ngày liên tục, các bạn hãy trả lời những câu hỏi của tôi thông qua video. Ví dụ tôi hỏi, ngày hôm nay tôi sẽ đặt cho bạn một câu hỏi là à, đâu là cái công việc mà bạn cảm thấy yêu thích nhất cho tới thời điểm này? Hoặc là đâu là cái món đồ mà bạn thường xuyên mang nó theo mình? Bạn dùng video bạn trả lời cho tôi. Và các bạn phải lặp đi lại điều đó trong 30 ngày luôn. Và cái hình thức này để giúp cho các bạn luyện cái việc mà nói trước ống kính đó, tự tin và thường xuyên hơn, và luôn luôn có một cái câu hỏi để cho các bạn thực hành và kéo dài 30 ngày. Mà ngày nào cũng có hết, thì các bạn nghĩ coi, cái sự lặp đi lặp lại như vậy đủ lâu không? 30 ngày thì nó sẽ đủ lâu hơn để chúng ta, mà ngày nào cũng làm thì là để chúng ta quen dần cái việc nói trước ống kính như vậy và nộp nộp liên tục như vậy đấy. Và chúng ta có thể tham gia, và cái này tôi sẽ xây dựng hoàn toàn miễn phí cho các bạn nha. Các bạn tham gia miễn phí và chúng ta chỉ cần đóng một cái phí cam kết thôi. Ai về đích sẽ lấy lại hoàn toàn cái mức phí đó. À, tôi dự định khoảng 500 ngàn thôi. Các bạn đóng vô và các bạn về đích, các bạn sẽ nhận lại đủ 500 ngàn, không mẻ một đồng nào hết. Nhưng mà chúng ta có một cái môi trường để cùng nhau rèn luyện cái thói quen nói trước ống kính của mình. Các bạn nghĩ là bạn làm được không? À, tham gia được không? Ai thấy mình có thể làm được cái điều đó thì comment xuống số 1 thử coi bao nhiêu người trong số các bạn sẽ có thể tham gia, và mình nghĩ là mình sẽ vượt qua được 30 ngày, ngày nào cũng nói một cái gì đó tí xíu trên bằng cái video, mình bấm nút mình nói thôi. Được không? Ví dụ ngày hôm nay, ngày đầu tiên, tôi muốn các bạn à, hãy cho tất cả mọi người biết bạn tên gì, bạn ở đâu là xong. Ví dụ như vậy không lẽ anh nói không được, đúng không? Mình làm cái đó xong khoảng 10 giây là nói xong rồi, là hoàn thành. À, nếu được tham gia thì các bạn comment số số 1, tôi sẽ gửi thông tin cho các bạn tham gia trong vòng 1 tháng thôi. Được không? Đấy, đó là cũng một cái nơi mà tôi cũng muốn các bạn phải lặp đi lặp lại cái những cái thứ quan trọng, những kỹ năng quan trọng đó. Các bạn biết là thời buổi này mà cái việc mà nói trước ống kính mà các bạn làm tốt rồi, các bạn có cái cơ hội rất là nhiều, đúng không? Cơ hội rất là nhiều để chúng ta kiếm tiền, chúng ta làm cái công việc của mình, chúng ta truyền thông, chúng ta làm đào tạo, chúng ta làm marketing, chúng ta làm gần như mọi thứ trước ống kính đó. Vì vậy cái kỹ năng đó mà ngay bây giờ mình chúng ta chưa có được thì phải xây dựng ngay, đúng không nào? Rồi, ok. Đó là phần chia sẻ của tôi cho tất cả các bạn. Và một cái thông điệp nữa tôi muốn nói với các bạn một điều như này. Nếu mà chúng ta được lặp đi lặp lại một những cái điều mà tích cực ngay từ nhỏ thì nó quá hay. Ví dụ, ngay từ nhỏ chúng ta đã có cái thói quen là mỗi lần nói chuyện với người lớn chúng ta có chữ dạ thưa trong đó. Thì các bạn biết không? Lớn dần chúng ta có được một cái sự lễ phép, chúng ta được kỹ năng giao tiếp mà ai cũng yêu mến mình. Ngay từ nhỏ mà chúng ta đã học được cái cách nói lời cảm ơn, biết ơn ai đó giúp cho mình, thì lớn lên dần chúng ta đã xây dựng được cho mình cái thói quen biết ơn. Đó là lý do tại sao tôi phải làm ngay cái lớp vũ khí ngôn từ Kids để dạy cho các bạn nhỏ giống như bé Bảo Yên ở đây, từ nhỏ đã biết cái cách nói chuyện làm sao mà để mọi người yêu mến mình, làm sao là người ta mình mở miệng ra một cái là ai cũng thương hết. Mình muốn nhờ ai đó một điều gì đó là mình biết cách nhờ một cái là người ta giúp mình liền. Mình biết cách làm sao để thao túng tâm lý mọi người để người ta yêu mến mình. Và để là mình làm được nhiều điều tốt tốt đẹp hơn. Đó là nên mới có cái lớp vũ khí ngôn từ Kids không, dành cho các bạn đó. Hiểu không nào? Để xây dựng từ nhỏ. Nếu mà một bạn bạn như bé Bảo Yên ở đây mà có được khả năng nói như vậy, nhưng mà duy trì được nó từ nhỏ luôn, từ bây giờ nè cho tới sau này tới khi già như các cô chú ở đây thì các bạn nghĩ các bạn ấy làm được những điều gì, bạn ấy sẽ trở thành những ai không à, những con người rất hay, đúng không nào? Thầy cho em thông tin lớp vũ khí ngôn từ Kids à. Ok, thì lớp vũ khí ngôn từ Kids ở chúng ta là thứ sáu
tuần này sẽ chính thức khai giảng. Lẽ ra tuần trước khai giảng rồi, nhưng mà có một số bé bị bệnh sốt trong thời gian này nên phải dừng lại và delay lại một tuần. Thứ sáu tuần này sẽ khai giảng. Các bé sẽ học online trên Zoom. Mỗi tuần học một buổi vào tối thứ sáu lúc 8 giờ cho tới 9 giờ. Hình thức thì học theo cái hình thức là play to learn, tức là chơi để học. Thông qua những cái trò chơi, tôi sẽ truyền đạt cho các bé cái cách để làm sao học cái cách giao tiếp. Và cái dấu hiệu đầu tiên các bạn sẽ thấy các bé trưởng thành là gì? Các bé sẽ có những cái phản ứng với ba mẹ làm cho ba mẹ cảm thấy là ồ, nay ngoan dữ ta. Ồ, nay con mình giỏi dữ ta. Ồ, nay nó biết cách kể chuyện ta. Ồ, nay con mình biết cách thể hiện cái tình cảm ra bên ngoài ta. Bình thường chả bao giờ nói cảm ơn ba vì ba đã lo cho con. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã nấu ăn cho con. Bình thường con mình không biết nói điều đó đâu. Nhưng mà chỉ một hai buổi học lớp vũ khí ngôn từ kiếp, tự nhiên biết cách thể hiện cái tình cảm, biết nói lời biết ơn ra. Tự nhiên mình thấy xúc động, mình thấy rất là vui. Và con mình cũng biết trân quý những cái gì mà nó có được. Nó biết cách lao động, biết cách làm việc, dù những cái việc nhỏ trong gia đình thôi. Nhưng mà nhờ lớp vũ khí ngôn từ kiếp này, tôi sẽ rèn luyện cho các bạn từ cái tư duy cho cái cách ăn tới cái cách ăn nói. Học phí lớp này là 3 triệu 9 các bạn nha. 3 triệu 9. Và các bạn mà học lớp này thì các bạn được học đi học lại qua nhiều khóa tiếp theo luôn. Có nghĩa là được học trọn đời qua nhiều các khóa vũ khí ngôn từ kiếp tiếp theo nữa, chứ không phải học một lần. Cho nên các bạn được học đi học lại, cho nên là chỉ không chỉ 6 buổi học này mà còn được học rất là nhiều qua các khóa tiếp theo. Hầu hết sẽ được miễn phí hoặc có một cái mức phí rất là thấp cho các bạn được học lại thôi, được học nhiều lần như vậy. Ok chưa nào? Đấy, thì được thì mình đăng ký, nhưng mà cái độ tuổi sẽ giới hạn từ khoảng 6 tuổi. 6 tuổi cho tới 12 là tối đa để tham gia. Rồi, như vậy thì Trinh nếu mà cần thông tin gì thêm thì có thể inbox inbox hỏi thầy để thầy chia sẻ thêm. Để mình kịp thì mình đăng ký tham gia cái lớp học này. Và các bạn biết không, cái phương châm của tôi khi làm đào tạo á là dạy cho tới khi nào các bạn làm được. Cho nên ngay câu lạc bộ này, các bạn thấy các bạn mà chưa nói được á, một một là các bạn không tham gia thôi, còn tham gia là các bạn tới lúc mà các bạn nói sẽ rất là tốt luôn, tại vì tôi sẽ phải làm cho dạy cho tới khi các bạn làm được thôi. Đó là phương châm của tôi, chứ không phải là dạy cho tới khi các bạn biết thôi. Biết thì chưa được mà phải làm được. Cho nên là tôi thiên hướng là dạy là phải thiên hướng về kỹ năng làm được. Nói trước đám đông cũng vậy, nói trước ống kính cũng vậy. Vũ khí ngôn từ cũng vậy, mọi thứ là phải làm được. Ok không nào? Rồi. Chúng ta sẽ tới với thành viên tiếp theo. Xin mời bạn Thu Dung sẽ bật mic lên để chia sẻ cùng tất cả chúng ta. Xin mời Dung. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Hôm nay Dung xin chia sẻ về những thói quen mà Dung thường hay làm trong ngày. Thì thói quen thứ nhất đó là những cái thói quen về vệ sinh cá nhân thì mình không kể ha. Nhưng thói quen thứ nhất mà Nhung đã hình thành được cũng hơn hơn 1 năm rồi và cảm thấy có những cái ích lợi từ nó, đó là mỗi sáng dậy thì mình sẽ tập tập massage hồi xung cơ thể, là mình sẽ massage cho mặt rồi cổ để lưu thông máu, rồi để những cái đàm hay những cái xoang của mình nó được thông. Rồi sau đó mình sẽ tập hít thở, tại vì khi người mình đủ khí á, là đủ đủ khí thì mình sẽ mạnh mẽ và khỏe, thì máu huyết sẽ lưu thông, thì sẽ cảm thấy trong trong một ngày hôm đó mình sẽ tràn đầy năng lượng. Nếu khi sáng mà mình thức dậy mình không được khỏe hoặc là mình hơi uể oải thì mình sau khi dân tập xong những cái bài đó thì nó mất độ khoảng chừng 20 phút, thì 20 phút đó là 20 phút dành riêng cho bản thân mình để mà mình có nguyên một cái ngày khỏe mạnh và năng lượng. Thì sau khi tập Hay xong thì uống một ly trà nóng rồi sẽ đi làm những tất cả những việc khác rất là ok, thoải mái. Đó là thói ok quen thứ lên. nhất. Dạ, cái thói quen thứ hai là mỗi ngày em sẽ thường cuối ngày em sẽ thường là rút ra những cái bài học, gọi là bài học tâm đắc ngộ ra, thì em sẽ ghi ghi lại vào cái nốt điện thoại. Và đôi khi cũng cũng có vài ngày thì không kịp làm nhưng mà cũng làm khá thường xuyên.
thì đến khi mà 5 6 tháng sau mình dở cái nốt điện thoại của mình ra và mình xem lại những cái mình đã ghi chú thì nó giống như là ai đó chứ không, nó mới hoàn toàn và nó ủa sao nó hay dữ vậy, sao nó giống như mà lúc đó sao mình nhìn cái một cái sự việc xung quanh mình hoặc là những cái gì mình tiếp xúc mình biết mình về mình viết ra ngay luôn, cái mình ngộ ra đây là bài học dày 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 này đó. Nhưng mà có điều mình khi mình xem lại mình sẽ thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì như nếu mà mình cứ ôn lại, nếu mình có thời gian mình ôn lại thì giống như là nó trở thành cái con người mình, nó trở thành phong phú và nó phát triển hơn rất là nhiều. Đó là cái bài học thứ hai mà em sau này em mới phát hiện là thầy cũng cũng có cái bài học đó, cho nên là em bây giờ em sẽ quyết tâm là làm thường xuyên hơn cái sự lặp đi lặp lại này. Dạ, đó là cái lặp lại thứ hai. Còn cái thứ ba thì em thường thì mình sẽ có một cái list là mình sẽ làm gì trong ngày, thì đó là cái to-do list. Nhưng mà em cái to-do list thì của em cũng có, bình thường cũng cũng có, nhưng mà em sẽ tâm niệm những cái điều như thế này là mình sẽ không làm. Thì mình cái gì mình ghi ra những điều mình sẽ làm thì mình ghi ra là hôm nay mình không có làm, mình không có nên làm những cái này. Chẳng hạn như mình không có nên là xem điện thoại quá 3 tiếng hay là ví dụ vậy đó, hoặc là mình không không có nên ngày hôm nay mình không có nên tám nhiều quá, là mình mất thời gian quá, hay là đại khái là những cái gì mình thay vì mình liệt kê là làm thì mình có cái danh sách liệt kê là không. Ví dụ như là em thì thích thích uống cà phê, em cái mùi cà phê nó rất là thơm và nó cũng quyến rũ lắm em, nhưng mà hồi trước em cũng hay hay uống cà phê, nhưng mà sau này em có những cái bệnh trong người, thì khi mình uống cà phê và thì và sữa vào thì nó làm cho cái bệnh mình nó nặng thêm. Nhưng mà cái sự thèm đó, cái sự thèm và cái sự hấp dẫn của nó đôi khi mình không vượt qua được, thì mình phải quán tưởng cái gì, mình phải kỷ luật với bản thân mình. Chẳng hạn như bây giờ em được sắp sắp sửa thành công rồi, em đã nghĩ là cái ly cà phê đó nó thay vì mình thấy nó ngọt ngào thơm tho đi, thì mình tập mình quán tưởng nó là cái cục lửa đó, cái cục lửa đó mà đưa vô trong cái ruột mình rồi á, thì nó đốt như thế nào nè, nó cháy từng cái ruột từng cái gan, rồi mình cứ lãnh cái hậu quả, mình bước đầu nguyên một ngày mình sẽ không làm được gì hết. Thì khi mình nhìn cái ly cà phê mà ngọt ngào đó, mình sẽ nhìn nó ra thành một cái sự nguy hiểm, một cái sự gọi là độc hại với mình, thì mình không dám luôn, không dám. Và em đã gần như là em đã bỏ được cái thói quen đó, thì và có kỷ luật cho bản thân mình. Nhưng mà lâu lâu nếu mà mình tháng là đôi khi là 1 tuần 2 tuần gì đó, thì mình xả ra cho mình chút xíu thì nó cũng không ảnh hưởng lắm, hơn là ngày nào mình cũng cũng nạp cái đó vào, mà cái sự độc đó vào mà mình không có kiểm soát được cái miệng của mình, hay là mình không kiểm soát được những cái tham muốn của mình, thì nó là hại mình trước tiên. Dạ, em xin hết. Rồi, ok. Cảm ơn phần chia sẻ của Dung. Như vậy thì Dung vừa chia sẻ cho chúng ta ba cái bài học rất là hay đúng không nào? Cái thứ nhất á, là Dung có một cái thói quen là massage mặt, phải không? Sáng ra massage mặt, tỉnh táo không? Lấy tay chà chà lên mặt, phải không? Massage cho... đúng rồi. Cho máu huyết lưu thông. Tốt cho da, bổ cho não. Cái thứ hai là liệt kê ra những cái bài học mình chiêm nghiệm được trong ngày, và nó giúp cho mình trưởng thành hơn. Cái điều thứ ba cũng rất là hay là mình phải liệt kê ra cái không nên làm. Uống ly cà phê mà nó nhức đầu thì mình phải liệt kê ra cái điều này là không nên, không uống nữa, không cho nó đập đi đập lại nữa, đúng không? Và có cái chiêu gọi là quán, không? Cái quán tưởng hay là cái thuật ngữ này nó là thuật ngữ của Phật pháp, bạn. Nó cũng là cái rất hay nhiều người sử dụng. Ví dụ như có một bạn á, là bạn hay bực bội khi gặp ai đó, giống như người ta nổi nóng hay nói câu gì đó với mình, cái hình bực làm sân á, thì bạn ấy có một cách quán, đó là bạn thấy ai mà giận họ hay là làm cái gì đó khiến cho mình bực, thì trong đầu bạn ấy quán cái câu là khùng khùng tới khùng tới.
Thấy ai giống như là mẹ tự nhiên chửi mình sùm hết, cái mình tự nhiên mình tức quá chửi mình vô cớ bực bội lên, cái nghe mẹ chửi cái trong đầu mình quán là câu là khùng tới, thế là thôi không không có phản ứng lại, không bật lại mẹ nữa. Đó là cái cách của bạn đó nha. Tôi thì tôi không thể nào khùng tới, nhưng mà tôi có một cái quán khác không chia sẻ với bạn luôn cho vui mình học hỏi. Đó là khi mà ai đó nói một cái điều gì đó khiến mình bực, có lúc mình cũng bị bực bởi mình bị chi phối bởi lời nói người khác mà, đúng không? Ví dụ như ai đó nói mày xấu quá cái mình bực vậy. Ai đó nói mình chê mình này kia nọ dễ bực đúng không? Hoặc là nói một điều không đúng cho mình bực lên. Thì tôi hay quán một cái câu đó là người ra đề. Người ra đề, ai đó mà có thể chọc mình giận được là chẳng qua người ta thảy cho mình cái đề, cái đề mà nó khó là mình rớt liền, là mình sẽ giận lại, bực lên lên là mình rớt rồi. Còn khi người ta ra đề mà mình vẫn ta nói câu gì đó mình vẫn vui vẻ bình thường, mình không bị ảnh hưởng cái cảm xúc của mình á. Tại vì ví dụ như mình học về ngôn từ, tôi hay nói là mình hay bị chấp vào ngôn từ người khác. Tại vì mình dạy làm sao để nói chuyện bớt nhạt, mà mình gặp một đứa nó nhạt một cái là mình rất là dễ nói trời nhạt quá, nghĩ không thèm trả lời. Nhưng mà lúc đó mình sẽ quán tưởng liền, mình sẽ nói là người ra đề, nó cho mình cái đề vậy nên mình đừng có chấp. À, thì mình mới làm được cái đề đó, mình mới thành công được. À, mình không chấp vào tư ngữ của người khác. Một mặt thì mình rèn luyện ngôn từ mình sao cho nó tốt nhất, nhưng mà một mặt mình không chấp vào lời nói hay là ngôn từ người khác để mình cảm thấy lúc nào cũng hạnh phúc. Được không nào? Đó. Rồi cảm ơn phần chia sẻ của Dung, làm cho sư phụ cũng nghĩ tới những cái mà mình đã thực hành. Đó là cái việc mà kỹ thuật quán quán tưởng. Và chúng ta sẽ tới với thành viên tiếp theo. Xin mời bạn Lăng Hùng Hải sẽ trở lại với chúng ta. Hải 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 chưa bật mic, Hải bật mic lên nào. Em chào thầy, chào cả nhà. Thực ra khi mà nghe cái câu hỏi của thầy với lại cái chủ đề ngày hôm nay, em liên tưởng đến một cái thứ mà nó lặp đi lặp lại thường xuyên, mà nó là mang lại cái hiệu ứng, một cái hiệu quả cực kỳ tốt. Đó là những cái quảng cáo trên TV thầy. Có nghĩa là khi mà chúng ta để ý đi, chúng ta đang coi một bộ phim hay, tự nhiên nổi lên một quảng cáo và nó lặp đi lặp lại cho chúng ta từ ngày này qua ngày khác. Và chúng ta mặc định là cái sản phẩm mà xuất hiện nhiều như vậy đó là sản phẩm tốt. Em nhớ là cái thế hệ của em sinh năm 91 hồi xưa có một cái quảng cáo của Vitis ấy. Bản thân những cái thế hệ của tụi em ngày xưa nhớ cái câu slogan của nó luôn là Vitis ninh niu bàn chân Việt. Và cứ một đứa trẻ nào đó khi mà khai giảng mà đòi bố mẹ mua một cái đôi giày nào đó, giày quay dép quay hậu, thì luôn nhớ đến là mình sắm một đôi Vitis. Và em nghĩ đó là một cách truyền thông cực kỳ hay của những cái thương hiệu lớn. Điều đó nó giúp chúng ta nhận ra điều gì, giống như kiểu là khi mà chúng ta xây dựng một cái thói quen hàng ngày ấy, mà nó đủ lâu và nó đủ tốt, thì chúng ta sẽ tiêm vào trong mình cái tiềm thức rằng là mình tò mò và tìm hiểu về cái đó. Em ví dụ một cái tình huống đơn giản, cá nhân em có một cái thói quen rằng là ví dụ em nghe một cái câu hỏi của ai đó với mình hoặc là với người khác mà thời điểm đó em chưa suy nghĩ được câu trả lời, thì ngày hôm đó về em sẽ search Google, và ngay lúc đó em sẽ search Google và em tìm ra một cái lý giải nó thích hợp nhất. Em ví dụ như là vợ của em có một lần hỏi rằng là ủa anh ơi, tại sao em thấy dòng họ Nguyễn ở Việt Nam nó lại chiếm tới 40%, nó cao nhiều như vậy nhỉ? Thực ra lúc đó em không không biết trả lời kiểu nào cả, nhưng mà em ngay lập tức em search và em đưa ra một cái thông tin anh nghĩ là nó hợp lý, là nói rằng là lịch sử của nước ta cũng trải qua hàng trăm hàng nghìn năm và trải qua nhiều triều đại. Thì khi mà một triều đại mới được thành lập thì thường thường là người ta sẽ xóa sổ cái họ của một cái triều đại trước đó bằng những cách thức nó khác nhau. Vậy thì những người mà họ muốn tồn tại, họ sẽ chuyển qua một cái họ trung gian, và thường thường người ta sẽ chọn họ Nguyễn, và cứ thế từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác là mình hoán đổi triều đại như vậy, thì cái dòng họ Nguyễn nó hành thành, nó phát triển rất là nhiều, và đến thời điểm này nó chiếm tới 40% dân số cả nước. Và cái thói quen đó em lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có nghĩa là bất cứ một thông tin nào đó em tiếp nhận và em chưa có câu trả lời, ngay lập tức em search trên Google và em tìm ra câu trả lời. Và dần dần nó sẽ hình thành cho mình một cái vốn kiến thức nó tương đối. Và sau này nếu mà mình gặp bất cứ một vấn đề nào đó thì mình khoan hãy vội trả lời rằng là mình không biết, mà mình cứ tìm hiểu mình trả lời sau. Ví dụ như ngay cả khi mà em bản thân em về quê, ví dụ như là bố mẹ đi ở quê mình hay là có tính chính thức đất đai á, giả sử bố mẹ đưa ra một cái đề tài rằng là Hải ơi, bây giờ nhà mình sắp mua mảnh đất này và diện tích nó như vậy, nó không phải hình thang, không phải hình bền ngành, không phải hình vuông,
Rồi bây giờ con thử, con đi học đại học rồi, con tính cho ba thử là làm cách nào để mình chuẩn nhất và mình không bị thiệt đi. Thì thực ra lúc đó là em suy nghĩ chưa nghe ra cái câu trả lời đó, tại vì mình cũng đã bỏ kiến thức đó lâu lắm rồi. Thế nhưng mà mình đừng có nói với bố mẹ rằng là mình không biết, mà mình bảo là dạ con xuống bếp con phụ mẹ làm cái này chút xíu. Và khi mà bạn xuống bếp ấy, bạn lên mạng bạn gõ là cách tính diện tích chuẩn nhất, thì đó là người ta ra một cái công thức là công thức Heron, là bạn chỉ cần kẻ một cái đường chéo qua giữa và tính diện tích hai tam giác đó, và bất cứ một mảnh đất nó hình thù kiểu nào bạn cũng tính ra, và bạn lên bàn trả lời bố mẹ. Thì lúc đó bố mẹ sẽ cảm giác là nó rất là đáng tin tưởng, nó có vẻ nó cái gì cũng biết, nhưng mà thực tế là bạn biết điều đó cách đây có 5 phút trước thôi. Và anh nghĩ đó là một cái điều rất là hay, và một cái thông điệp mà em muốn nói rằng là huyền thoại Trung Quốc Lý Tiểu Long ấy, một huyền thoại kung fu, có một câu rất là kinh điển như vậy này: tôi không sợ một người luyện 10.000 cú đá khác nhau, mà tôi chỉ sợ người luyện 10.000 cú đá với một cách thức duy nhất. Từ từ người ta luyện cho mình một cái tâm thái, một cái gì đó rất là tích cực. Và thông điệp cuối cùng em muốn chia sẻ rằng là để xây dựng một ngôi nhà, người ta mất rất là nhiều năm. Để xây dựng một sự nghiệp, người ta cũng mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà để xây dựng một thói quen tốt, chúng ta không cần phải chờ đến ngày mai, mà ngay ngày hôm nay, ngay phút này, ngay 5 phút sau, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Và khi mà chúng ta xây dựng một cái thói quen, một cái tâm thái tốt, giống như thầy và các bạn chia sẻ đấy, thì em nghĩ rằng là cuộc sống này nó nhiều thứ rất là đáng để học hỏi. Em cũng xin chia sẻ như vậy thôi ạ. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của bạn Hùng Hải. Các bạn thấy Hùng Hải đã chia sẻ những cái thông tin rất là giá trị cho các bạn đúng không nào? À, có hay không nào? Rồi, các bạn ở đây còn ai muốn chia sẻ điều gì nữa cho tất cả thành viên ở đây? Mỗi mỗi người sẽ có những cái ý tưởng ha, những cái thông tin có giá trị. Thì chúng ta khi tham gia, chúng ta góp vào đó, mỗi người sẽ học hỏi được thêm những cái điều gì đó bổ ích cho các bạn. À, riêng bản thân của tôi á, thì tôi cũng rất là nhớ cái câu nói của Lý Tiểu Long. Và khi sau này bạn đi tìm hiểu thông tin, bạn search thì bạn cũng hay nghe nói về câu nói này: tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần, mà chỉ sợ người tập luyện một cú đá 10.000 lần. Thì cái việc mà điều này nó thể hiện ra một cái điều là chúng ta không cần phải biết quá nhiều. Chúng ta chỉ cần biết ít, nhưng mà chúng ta luyện tập nhiều. Ví dụ chúng ta có thể không cần quá nhiều cái kỹ năng với chiêu gì, chúng ta chỉ cần kỹ năng mà nói tuyệt đỉnh thôi là chúng ta đã lên tầng vũ trụ. Đúng không? Đó là cái mà chúng ta cần phải phải để ý. Đối với những người thành công á, thì tôi quan sát những người thành công, tại vì tôi thích nghiên cứu tiểu sử của những người thành công và tìm hiểu những bí quyết làm sao người này thành công, làm sao ông kia ông trở thành tỷ phú. Thì tôi mới phát hiện ra những cái người thành công á, họ có ba cái thứ mà họ lặp lại trong cuộc sống của họ. Và lúc đó tôi cũng nhìn lại bản thân mình coi có lặp lại những cái điều đó hay không. Thì tôi phát hiện ra có những cái sự trùng hợp. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn ba cái điều, ba cái thứ mà những người thành công, giàu có hay là hạnh phúc họ hay lặp lại không. Các bạn có muốn ba thứ, biết ba thứ này là cái gì không? Và chúng ta biết để chúng ta soi, chúng ta coi lại mình có ba cái thứ là lặp đi lặp lại này hay không nha. Thậm chí có những bạn rất là trẻ như bé Bảo Yên ở đây cũng có thể có được cái thứ đó, đó mà mình không biết. Ngày hôm nay chúng ta cùng xem lại. Và khi mà chúng ta xem lại, chúng ta biết được điều này, chúng ta hãy cứ nhìn thử ở những người thành công giàu có coi họ có không. Chắc chắn là họ sẽ có, họ lặp đi lặp lại ba điều này nè. Và cả cuộc sống của tôi trải nghiệm qua công việc, qua nhiều cái công việc khác nhau, thì tôi cũng thấy được cái điều này nó đúng. Cái điều đầu tiên á, là cái người thành công họ lặp đi lặp lại, đó là họ lặp đi lặp lại những câu nói quan trọng. Những cái câu nói quan trọng họ nói với chính họ đó, họ hay nói với chính mình cái câu gì. Và những cái câu nói đôi khi chúng ta cũng nghe họ nói ra bên ngoài khiến chúng ta học được liền. Ví dụ cái câu nói mà những người thành công họ hay nói đi. Gặp một cái vấn đề gì đó, họ sẽ không bao giờ nói: ê, cái này là tại mày, tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao xảy ra chuyện kia. Mà cái câu nói của người thành công là mỗi lần gặp vấn đề gì đó họ luôn luôn nói: giờ giải quyết nó làm sao, giải quyết nó như thế nào, giờ làm sao để giải quyết nó. Tức là cái câu nói của họ bật ra là cái câu hướng về cái sự giải quyết nó, chứ không phải là ví dụ hai người quẹt xe nhau đứng ngoài đường cãi lộn: tại ông quẹo trái không xi nhan, tại bà chạy nhanh quá. Cứ nói hoài, nói qua nói lại, đó là hai người thất bại đang nói với nhau.
Còn người thành công họ sẽ nói là giờ mình nên giải quyết làm sao, giờ chị muốn tôi đền cho chị cái gì, hay là bây giờ mình sẽ kêu công an hay gì đó. Đó là cái cách giải quyết, mình phải hướng về câu giải quyết. Thì người thành công là hay bật ra cái câu, cho nên bạn muốn thành công á, bây giờ bạn phải có cái thói quen là luôn luôn bật ra cái câu nói, đụng chuyện gì cũng phải này giải quyết nó làm sao, đúng không? Giải quyết nó như thế nào, cách giải quyết nó. Bây giờ mình không có khả năng nói trước ống kính, giờ mình giải quyết nó làm sao, mình giải quyết nó nào? Bây giờ mình không có tự tin, giờ làm sao đi tự tin, giờ làm sao đi tự tin hơn? Lúc nào cũng nói câu đó đó, chứ không có đi tìm lý do. Chúng ta đi tìm giải pháp, chúng ta luôn luôn đi tìm giải pháp, luôn luôn đi tìm giải pháp, không? Rồi, hoặc là tôi có một thằng bạn nó rất là thành công, nó là một trong những đứa giàu nhất thời đại học của tôi. Sau này ra trường thì chỉ có vài thằng nó giàu, thật sự giàu thôi. Thì một trong những cái thằng bạn nhà giàu của tôi, nó giàu bằng năng lực của nó nha, nó thành lập nên công ty Thế Giới Niệm bằng hai bàn tay trắng luôn. Tới bây giờ nó rất là khá. Thì tôi quan sát, tôi chơi thân nó mà bao nhiêu năm ở chơi với nó, thì tôi nghe cái câu nó hay nói khi gặp chuyện gì, nó cũng hay nói cái câu gì nè, câu rất là bình thường nha, nhưng mà lại câu nó hay nói lại câu gì, cái này dễ mà, gì nó cũng nói dễ được hết á. Mỗi mỗi lần kể nó cái vấn đề gì, nó kêu cái này dễ mà, lúc nào không nói câu đó. Mà đúng là khi mà nó mở miệng nó nói câu đó một cái thì nó tìm ra được cách. Còn mình á thì sao, lúc nào cũng này khó quá. Tôi khi mà tôi cho một bài tập á, trong lớp bất kỳ lớp học nào, tôi luôn luôn nghe, tôi lắng tai nghe, thì có vài đứa ở dưới nó sẽ nói vậy nè, khó quá thầy ơi. Cứ mỗi lần ra đề cái là dưới khó quá thầy ơi, luôn luôn tồn tại một số học viên bật ra câu đó mỗi lần nhận một bài tập nào đó của tôi. Còn có rất nhiều bạn á thì không nói gì cả, họ đang suy nghĩ cái bài tập này làm sao, họ im lặng nhưng mà họ suy nghĩ cái bài này làm như thế nào ta. Trong đầu họ bật ra rất nhiều cái ý tưởng để làm cái clip này hoặc là làm cái bài tập này. Còn ai mà vừa cho bài tập cái khó quá thầy ơi là thấy tiêu rồi, vô cái nhóm thất bại, hiểu không? Tôi cũng có một câu, cái câu này là của tôi nè. Khi tôi làm gì đó tôi hay bật ra câu này, đó là có nhiều chơi nhiều. Cho nên là khi mà tôi có một số tiền nhất định nào đó, dù chưa nhiều chơi luôn để mình làm cái đó. Ví dụ mình mới muốn khởi nghiệp mà trong túi có ít quá, không có nhiều, hồi có nhiều thì khởi nghiệp nhiều chứ đợi đủ biết khi nào đủ. Rồi giống như mẹ của Bảo Yên, nó là nhà chưa có điều kiện sao cho con học, thì có nhiều học nhiều, không có nhiều thì mình học nhiều, rồi là có nhiều chơi nhiều đó. Mình giống như mỗi lần là tổ chức câu lạc bộ này đúng không, online thì dễ rồi, nhưng mà offline nhiều khi có vài bạn à đứa thì nó tự nhiên hôm nay em bị bệnh em phải đi khám, có đứa hôm nay em bận đi đám giỗ, có đứa nhiều khi đăng ký có một đứa duy nhất thôi. Thì tôi trong lòng tôi cũng vẫn bật ra, trong đầu tôi vẫn bật ra câu có nhiều chơi nhiều, có một đứa tôi chơi luôn. Có một đứa lên tâm sự với thầy, mặc dù nói trước đám đông nhưng mà có một đứa à không có được đông đâu, nhưng mà quất luôn, không có gì phải sợ hết trơn. Tại vì trong đầu tôi luôn luôn lặp đi lặp lại một câu nói quyết định. Trong các bạn phải có những câu nói quyết định như vậy, và những câu nào, những câu nói nó giúp bạn đi lên, nó giúp bạn tiến lên, hãy giữ lấy câu đó mà xài tiếp đi, được chưa? Còn câu nói nào nó làm cho bạn nhục chí, câu nói nào làm cho bạn bỏ cuộc, hãy loại nó ra khỏi trong đầu mình, đừng bao giờ nói những câu đó nữa. Điều thứ hai mà những cái người thành công hay giàu có hay họ hay lặp đi lặp lại đó là gì biết không? Họ lặp đi lặp lại những hành động không dễ chịu. Cái điều này không phải ai nhận ra đâu. Tôi ví dụ một cái việc nè. Có một thời gian tôi có năm mươi mấy ký à, 52 ký, tôi cảm thấy người nó ốm quá, mặc đồ vô nó xấu quá. Nhiều khi mua một cái áo á, đồ nam không có size nào vừa luôn, phải mặc đồ nữ luôn, nó nhục kinh khủng luôn. Mua cái áo thun phải size nữ nó mới đủ nhỏ, còn không nó nhỏ quá mặc không có được. Tôi nhỏ người quá, ốm quá, các bạn hiểu không? Cho nên đôi khi á, đi thử đồ á, lựa tới size S rồi mà còn không vừa nên buồn quá, đi ra thất thểu. Thích cái áo đó lắm nhưng mà người mình nhỏ quá mà không có hợp, không có vừa. Đi tìm đồ cũng cực nữa, form nó không có chuẩn. Cảm thấy rất là buồn. Sau đó tôi mới quyết tâm là phải làm một cái việc mà tôi cực kỳ chán luôn trong đời này, đó là tập tạ.
Trời ơi tôi ghét tập tạ lắm mọi người ơi. Cái trải nghiệm tập tạ cứ cầm cục tạ nâng lên nâng xuống với tôi nó không có gì vui cả. Đó là trải nghiệm đáng chán. Nhưng mà các bạn biết không, tôi đã phải chán như vậy suốt 6 tháng trời. Ngày nào cũng ra chán 1 tiếng đồng hồ đi về. Ngày nào cũng khó chịu, cũng phải đẩy mấy cục tạ đó. Lâu lâu gặp mấy thằng BD dỗ đinh cây nữa chứ. Dễ quê thiệt. Bị gạ gẫm nữa chứ. Ra mấy phòng gym hay bị lắm. Nên là cứ 6 tháng ngày nào cũng đều đặn ra nâng mấy cục tạ 1 tiếng đồng hồ đi về thì tôi mới lên được 10 kg các bạn. 10 kg là từ năm mấy lên nhảy lên mức 60 mấy và có được cái body đẹp như ngày hôm nay, quyến rũ như ngày hôm nay. Không? Đó là nhờ tôi có một thời gian dài làm những công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Học tiếng Anh nó cũng chán lắm. Nhưng mà những ai đã đặt mục tiêu, những ai đã thực sự muốn mình giỏi tiếng Anh thì phải dám làm cái việc chán đó một thời gian rất dài thì họ cho tới khi thành công. Bạn phải dám làm một cái gì đó rất chán cho tới khi thành công. Nếu bạn biết đó là cái điều bạn thực sự mong muốn. Các bạn có biết là cái câu lạc bộ này lập ra 3 tháng. Lập ra 3 3 tháng, tới ngày hôm nay là được 3 tháng. Thì có bao nhiêu người lặp đi lặp lại sáng chủ nhật nào cũng vô đây ngồi? Đúng không? Cũng khá là ít, không có nhiều đâu. Nhưng mà chính cái thằng mặc áo vàng này nè, hơi hơi bị cam tí, nó lặp đi lặp lại cái điều đó đều đặn tuần nào cũng thế, tuần nào cũng vậy 3 tháng qua. Có những lúc lên câu lạc bộ chỉ có 2 3 đứa à. Nhưng mà tôi cũng phải lặp đi lặp lại cái điều hơi bị chán đó cho tới khi nào nó thành công. Hiểu không mọi người? Chán lắm chứ. Và bây giờ trong cuộc sống của các bạn, tôi biết các bạn cũng đang phải làm những việc mà các bạn chán. Nhưng nếu điều đó là cái mục tiêu, cái định hướng của các bạn, cái điều mong muốn để tới một cái đích nào đó, thì bạn phải dám làm cái điều chán đó cho tới khi thành công. Chứ không phải cái gì nó làm mình sướng được đâu. Không phải cái nào nó làm mình phê được hết á. Có những thứ nó chán lắm. Nhưng mà cái giai đoạn đó mình phải chấp nhận cái chán đó. Có đúng không? Có phải là dậy sớm học bài nó chán đúng không? Yên. Không, bây giờ mình tự nhiên ngày nào cũng dậy 4 giờ có chán không? Trời nó mệt muốn chết luôn, ngủ nó đã. Nhưng mà đứa học trò nào dám dậy sớm dậy cứ làm cái việc chán như vậy, dậy sớm học bài một thời gian đủ lâu thì chắc chắn trở thành học sinh xuất sắc hết. Hồi đó tôi đá banh, tôi chạy chậm, tôi cảm thấy rất là tự ti với bạn bè của mình. Và tôi đã làm một cái việc cực kỳ chán là 4 giờ tôi đã dậy sọt giày vô tôi chạy 10 km các bạn. Mà lúc đó tôi chỉ là một đứa học sinh thôi đó. Sọt giày vô chạy mà tôi mỗi lần chạy là mấy con chó hàng xóm nó dí theo nó cắn tôi chứ. Và lịch sử của tôi là 2 lần bị chó cắn và mỗi lần bị như vậy chích mấy mũi. Và tôi cứ nghĩ là mỗi lần chích như vậy làm cho tôi bị người nó nhỏ đi, nó không lớn nổi, nó bị ảnh hưởng bị cái. Nhưng mà kết quả là tôi chạy nhanh hơn mấy con chó luôn. Và đúng là sau thời gian mà cứ chạy như vậy cái thể lực tôi tốt hơn nhiều và tôi chơi thể thao mọi thứ tốt hơn. Và bây giờ nó còn tới tới lúc tôi chơi cầu lông cho tới ngày hôm nay nè, thì cái việc mà chán đó, cái việc mà lặp đi lặp lại cái điều đáng chán đó, nó còn giúp ích cho tôi, cho nên là tôi có cái di chuyển rất là nhanh. Di chuyển đó, nhờ cái thời gian dài đi chạy bộ kiểu nó chạy đua với mấy con chó hàng xóm. Mày ngon mày chạy lại tao đi, chạy lại tao cho mày cắn luôn á. Phải chạy nhanh hơn nó thì nó mới không cắn được, hiểu chưa? Và tôi có cái kinh kinh nghiệm để gì không bị chó cắn, tôi có làm clip rồi đó. Tại vì cái thời gian bị cắn 2 lần. Một lần ngay bắp chân, lần ngay cái mông luôn chứ. Thấy hai cái răng nó quất ngay tới cái mông mình luôn, tại lúc đó còn nhỏ, còn lùn mà thấp mà nó bay nó quất vô cái mông cái. Thấy hai cái răng vô. Chích thuốc riết, mà trong khi mình rất là sợ chích thuốc mà phải đi chích thôi chứ chó cắn. Bạn biết không? Đó, nên là những cái đáng chán nhưng mà đó là mục tiêu chúng ta phải làm. Và người thành công là làm những cái việc mà chán như vậy. Cho nên ngay bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy cái việc quay video mà nó chán á, thì hãy nhảy vô thẳng cái hành trình 30 ngày gì tập nói của tôi sắp tới. Ngày nào cũng phải làm video làm cái việc chán như vậy cho tới khi nào thành công. Làm được không? Hiểu mọi người? Làm được không? Làm được thì nhảy vô. Hả? Mình phải lượng sức nha. Làm được nhảy vô. Đi hết 30 ngày, ngày nào cũng làm video hết. Nhưng mà làm video này dạng dễ chứ không phải là giống như 30 ngày nói trước ống kính cái kia là khó hơn. Cái này là luyện nói thôi, cầm máy bấm nút nói chứ không cần hiệu ứng, không cần quay dựng gì nhiều, không cần thêm nhạc gì luôn đó. Nó phải dễ vậy luôn đó. Quan trọng là cái thói quen nói bằng video, nói trước ống kính kìa.
Rồi, các bạn có thấy đúng không? Cái điều số 2 này các bạn có thấy đúng không nào? Những người thành công họ phải dám làm những điều họ chán suốt một thời gian dài cho tới khi thành công. Cái điều số 3 bạn, cái điều số 3. Tôi nhận ra cái điều số 3 này từ khi tôi làm ở một công ty, đó là công ty VNG hay còn gọi là Vinagame. Zalo các bạn đang xài là của công ty của tôi. Zalo đó, Zing MP3, các thể loại game Võ Lâm Truyền Kỳ rồi rất là nhiều game các bạn đang chơi là của VNG, và tôi làm ở công ty đó. Và trong một cái buổi họp mà tôi mới phát hiện ra cái công thức, cái điều này nè. Đó là cái ông sếp, tức là tổng giám đốc á. Trong một cái buổi họp là ông tổng kết lại, đó là buổi họp quý, tổng kết lại những cái sản phẩm thành công trong thời gian qua, thì có cái game Guinea. Không biết các bạn đây biết game Guinea không? Có một số bạn biết, một số bạn là ít chơi game không biết. Cái game Guinea nó rất là thành công. Nhưng mà ổng yêu cầu một cái việc mà khiến cho tôi hơi bị giật mình. Ông nói với các thành viên của cái team mà game Guinea đó, ông nói vậy nè: các bạn hãy viết, hãy trả lời cho tôi biết lý do gì thành công. Sao kỳ vậy ta, tự nhiên mà thành công mà nghe sao mà tự nhiên kêu hãy hãy nói cho tôi biết lý do gì thành công. Tôi hay hay nghe người ta nói là hãy nói cho tôi biết lý do sao thất bại. Nhưng ông sếp này ông lại yêu cầu cái team nó phải viết ra được cái lý do để thành công một cách chi tiết. Thì lúc này tôi mới phát hiện ra một cái chân lý vậy nè: những người thành công á, họ có cái sự lặp đi lặp lại một thứ, đó là họ biết cách lặp đi lặp lại những công thức thành công. Họ kêu ông sếp, ông kêu là cái đội đó phải viết ra lý do thành công để làm chi, ông lấy cái công thức đó đó để ông tiếp tục yêu cầu làm đúng cái công thức đó, và ông còn lấy công thức đó đó ông cho các team khác học theo và làm đúng công thức thành công đó. Nói cách khác, hãy nhớ cái từ khóa là công thức. Người thành công lặp đi lặp lại những công thức thành công. Cho nên tôi cũng có một cái lời khuyên dành cho rất là nhiều người, tôi có viết nó ra rất là nhiều lần. Công thức là gì nè, cái lời khuyên là gì nè: cái gì giúp bạn thành công sẽ tiếp tục giúp bạn thành công. Trong cuộc sống mình có một giai đoạn nào đó mình làm gì đó thành công, nhưng mà mình quên mất cái công thức tại sao mình lại thành công đó, thì hãy quay lại coi coi tại sao lúc đó mình làm tốt vậy ta, hay là tại sao lúc đó mình làm nó thành công vậy. Công thức là gì ta? Có thể là nhờ mình năng lượng, hay là mình nhờ mình lúc đó mình đang yêu, mình yêu mình mới thành công, hay là lúc đó là mình suốt thời gian đó mình dậy rất là sớm, nhờ dậy sớm đó mình thành công, hay thời gian đó mình tập thể dục, hay là thời gian đó nhờ mình học các khóa học của ông thầy Thuận ấy mình có năng lượng và mình thành công ha. Hay là thời gian đó mình nhờ mình đi vào cái kỷ luật bản thân tốt nên mình thành công. Vậy công thức của mỗi người có thể khác nhau, nhưng mà phải rút ra được cái công thức đó. Hiểu chỗ này không mọi người? Giống như có thời gian tôi cảm thấy là sao mà mình viết viết rất là tốt, nhưng mà cũng có thời gian mình khác là mình viết rất là chán, mình lười viết. Thì cuối cùng công thức ở đây là gì? Một câu đơn giản: muốn viết hay phải đọc nhiều. Bạn phải đọc nhiều thì bạn mới viết mới hay được. Đọc sách đó, nha, bạn phải đọc nhiều, bạn sẽ viết hay. Tại vì cái việc đọc nó làm cho bạn đạt được cái trạng thái gọi là mắt viết. Giống như giờ bạn không mắt, bạn có đi toilet được không? Bạn phải mắt, bạn mới đi toilet được chứ. Cái việc viết lách nó cũng vậy á, bạn phải đạt được cái trạng thái mắt viết. Mà muốn mắt viết đó đó, bạn phải nạp vô nhiều thông tin kiến thức thông qua việc đọc. Đọc nó sẽ dẫn tới cái viết. Đọc nhiều sẽ viết hay. Cho nên nếu mà bé 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 Yên mà cảm thấy con làm văn mà chưa tốt, chưa hay ấy, con phải đọc sách nhiều vô. Đọc sách nha, nhớ là đọc sách nha, chứ đừng có đọc cái gì lung tung khác, nó không có tác dụng nhiều lắm. Đọc sách á thì nó tác dụng mạnh nhất cho cái việc viết lách, nó sẽ dẫn tới cái việc mình cảm hứng, mình viết nó hay hơn, tự nhiên câu chữ mình nó nhiều hơn, mình viết trôi chảy hơn, ngôn từ mình nó phong phú hơn, mình viết nó nghe nó cuốn hút hơn là nhờ việc đọc. Vì vậy cái công thức mà để gì để viết hay là phải đọc nhiều đó. Vậy các bạn có công thức gì đâu nào, hãy ghi lại công thức đó, hoặc là chúng ta đi học những công thức của người khác đã chứng minh sự thành công rồi. Như vậy thì chúng ta tôi điểm lại có ba cái điều mà những người thành công hay giàu có họ lặp đi lặp lại. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là gì các bạn? Điều thứ nhất,
người thành công và giàu có họ hay lặp đi lặp lại một Ừ. câu nói, một câu nói nào đó với chính mình. Gặp mọi tình huống họ thường bật cái câu nói đó ra, cứ gặp tình huống nào đó họ bật câu nói đó ra, và không phải là một câu mà họ có hệ thống nhiều câu nói nha. Ví dụ như gặp cái sự cái vấn đề thì họ sẽ bật cái câu nói ra phù hợp với cái tình huống đó, và họ sử dụng hệ thống những câu nói đó để giải quyết mọi vấn đề họ trải qua. Còn người thất bại bật ra là than, bật ra là đổ lỗi, đúng không? Là thất bại. Điều thứ hai mà cái người thành công họ hay lặp đi lặp lại đó là gì? Đó là họ lặp đi lặp lại những điều gì không thoải mái, hay những điều rất là chán, những điều như vậy cho tới khi thành công. Và điều thứ ba những người thành công họ hay lặp đi lặp lại là gì, nhớ không? Họ lặp đi lặp lại những công thức thành công. Kể lúc nào họ làm được một điều gì đã thành công rồi, họ lưu lại công thức đó, họ sao chép lại và họ dùng nó để tiếp tục phát huy công thức đó. Và một cái công thức thành công thì có người gọi nó là long mạch. Họ khai thác triệt để cái công thức hay là cái long mạch đó. Long mạch là cái nơi cứ mang lại thật nhiều cái giá trị cho họ đó, gọi là long mạch của mỗi người. Ví dụ như có những người họ tự nhiên họ làm thơ, tự nhiên bà làm bài nào cũng quá trời view luôn, nhiều người quan tâm. Thì cái long mạch người này là làm thơ. Đã, cho nên họ phải phát huy cái việc làm thơ đó nhiều hơn nữa. Họ phải làm thơ nhiều lên. Đó là long mạch, đó là công thức để giúp họ được nhiều người biết tới đó. Hiểu không mọi người? Và tất cả mọi cái sự lặp đi lặp lại đủ lâu thì nó đều tạo thành một thứ gọi là thói quen. Hiểu không nào? Cho nên tôi có một cái cuốn sách là 50 thói quen bầu thuẫn là nơi tôi ghi lại tất cả những gì lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình. Và trên màn hình các bạn nhìn thấy, các bạn có thấy không? Trên màn hình mà các bạn nhìn thấy, đó là cuốn sách 50 thói quen bầu thuẫn. Đầu tiên chúng ta tạo ra thói quen và sau đó thói quen tạo ra chúng ta. Các bạn có muốn có cuốn sách này không nào? Tôi kéo xuống cho các bạn xem. Những cái thói quen của tôi. Có những thói quen rất là bình thường. Giống như hồi đó, tôi hay bị viêm họng. Tôi hay bị viêm amidan. Cứ mỗi lần trở gió, trở trời, cái gì đó thì lúc nào tôi cũng bị bệnh hết. Nên tôi đã có một cái thói quen đó là khò muối. Cứ mỗi lần tắm, tôi lại có một cái chai muối để sẵn trong toilet á. Tôi khò một cái. Một thói quen rất nhỏ. Cái sự lặp đi lặp lại rất là nhỏ này. Nhưng mà nó giúp cho tôi á có được cái giọng khỏe hơn, và không bị cái bệnh mà viêm họng này kia nó hành mình nữa. Thứ hai là thói quen planning, tức là lập kế hoạch. Lúc nào tôi cũng lập kế hoạch. Mỗi ngày tôi đều lập kế hoạch cho mình. Và đây là cái thói quen giúp cho tôi tập trung vào cái công việc của mình hơn, đạt được nhiều cái điều mình muốn hơn. Thói quen lập kế hoạch. Thói quen cầu lông. Thói quen kết thúc trong tâm trí. Này hay nè. Đây là thói quen vận dụng luật hấp dẫn. Khi chúng ta muốn một điều gì đó, chúng ta hãy xem như mình đã có nó. Đó gọi là kết thúc trong tâm trí. Thì chúng ta sẽ có nó. Chúng ta muốn mình giàu thì ngay bây giờ chúng ta phải kết thúc ngay trong tâm trí mình là mình đã giàu rồi. Và bắt tay vào nói, làm, thở giống như một người giàu. Đó là thói quen kết thúc trong tâm trí. Thói quen diễn tập trong tâm trí. Đếm những điều tốt đẹp, sử dụng ái ngữ, đặt một chân vô cửa, tiếp tục cải thiện, giữ đà hành động. Và cứ như thế, tôi viết ra hết tất cả những thói quen này. Tôi ví dụ cái thói quen số 10 là thói quen giữ đà hành động là gì? Đó là khi mỗi ngày chúng ta hãy làm cái việc đó là hoàn thành việc này, xong tiếp tục hoàn thành việc nữa, xong tiếp tục hoàn thành việc nữa. Đừng để tâm trí mình đi vào những cái thứ không cần thiết. Quét nhà, cứ quét nhà. Quét nhà xong thì hãy nhảy qua một công việc khác liền, đó là ngồi học bài. Học bài xong phải nhảy qua liền một cái việc khác, đó là gì? Đó là làm video. Làm video xong phải nhảy qua một việc khác, đó là tập thể dục. Chúng ta phải nhảy từ việc này qua việc kia liên tục. Đừng để mất đà.
Mất đà là cái trạng thái là chúng ta hơi lơi bản thân mình ra, cho mình được nghỉ ngơi, cho mình được nằm một tí, cho mình cầm điện thoại lướt lướt một tí. Đó là mất đà. Và lúc đó chúng ta cảm thấy là chúng ta bị tụt cái năng lượng xuống và chúng ta lại bắt tay vào làm việc thì nó bắt đầu khó khăn hơn. Hãy giữ cái đà liên tục hành động từng công việc mỗi ngày như thế thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả làm việc của mình nó tăng lên rất nhiều. Hiểu mọi người? Vâng. Và cứ như thế tôi viết ra hết tất cả những cái thói quen này vào cái cuốn ebook gọi là 50 thói quen bầu thuận. Đấy. Và nếu mà các bạn nào muốn thì các bạn có thể đăng ký để mua nha. Cái này tôi không có tặng miễn phí, để mua các bạn 399.000 đồng với 50 thói quen này. Thì chắc chắn nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho các bạn so với 399.000 ra ngoài ăn kichi kichi chưa đủ cái vé nữa. Đúng không mọi người? Nhưng bạn sẽ học được những thói quen giá trị như thế này cho cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn, đúng không? Rồi, đó là những cái chia sẻ của tôi. Bạn Hùng Hải thấy bấm nút giơ tay, không biết là Hùng Hải có muốn chia sẻ thêm điều gì không nào? Giơ tay lâu rồi nhưng chưa để xuống đấy, phát biểu lúc nãy rồi nhưng chưa để À xuống. vậy hả? Chắc là vậy. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Ở đây các bạn nào có muốn chia sẻ hay là góp ý gì thêm cho cái buổi học sáng ngày hôm nay không nào? Có ai muốn gì chúng ta bấm giơ tay. Chắc là em xin mấy phút để chia sẻ anh xíu. Ok, cảm ơn Hùng. Mời Hùng. Vâng, hôm nay thì câu lạc bộ chúng ta nói về cái chủ đề lặp đi lặp lại. Thì cô Hồng xin chia sẻ một tí xíu mà cô Hồng đã biết được về cái tác dụng của việc lặp đi lặp lại. Hồng có 6 cái ý sau đây. Thứ nhất là việc đi lặp lại nó sẽ giúp cho mình củng cố kiến thức. Tức là mình học cái gì đó, mình biết cái gì đó nhưng mà lặp đi lặp lại nó sẽ nhớ lâu. Trí nhớ của mình nó có trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Tức là ngắn hạn tầm 3 5 giây mình đã quên rồi, còn dài hạn là nhớ rất nhiều. Chính xác. Lặp đi lặp lại là nó sẽ biến cái trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn, không quên được. Thứ hai là tăng cường kỹ năng. Khi bạn luyện tập cái gì đó lặp đi lặp lại á, thì kỹ năng các bạn sẽ được tăng cường lên. Giống như là chơi cầu lông, như sư phụ mới đầu đánh dở nhưng đánh hoài nó cũng giỏi à, chứ không phải đánh hoài nó cũng dở. Cái thứ ba là nó giúp mình hình thành thói quen. Tức là lặp đi lặp lại cái gì đó nó sẽ thành cái thói quen và mình sẽ thành thạo. Điều quan trọng là nó duy trì cho mình được cái lối sống lành mạnh ấy, và hiệu quả khi phát triển thói quen tốt. Điều thứ tư là mình tăng cường sự tự tin. Như mình nói chuyện trước đám đông nè, mình nói suốt thì mình sẽ tự tin. Mới đầu lên thì cũng áp A4 như cậu Hồng, giờ cũng có phần tự tin rồi. Điều thứ năm là mình sẽ giảm thiểu cái sai sót thấp nhất. Cái gì mình làm đi làm lại thường xuyên á, thì cái khả năng sai sót của mình nó sẽ xuống mức thấp nhất. Chứ không phải là hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ thấp nhất có thể. Và điều thứ sáu của Hồng muốn chia sẻ đó là giúp mình có tư duy phản xạ cực nhanh. Khi nói về cái như là cái sở trường của mình á, cái gì mà nó lặp đi lặp lại rồi á, ở như giờ sư phụ gọi cô Hồng nói chuyện này, cô Hồng có thể nói bất kỳ đề tài gì trong vòng cái hiểu biết của mình mà phản xạ nó nhanh hơn một lần, chứ không phải là ngồi ở để tôi suy nghĩ thế này thế nọ. Và đó là những gì cô Hồng chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn Okay. Cao Hùng rất là nhiều đã đóng góp và cũng như là củng cố lại cái nội dung của cái buổi sáng ngày hôm nay với những cái chia sẻ giá trị cho mọi người về cái tác dụng của sự lặp đi lặp lại. Và một trong những cái điều mà tôi rất là mong muốn các bạn lặp đi lặp lại đó là lặp đi lặp lại 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần chúng ta lại lặp đi lặp lại chúng ta gặp nhau. Đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn. Và một cái có lẽ là một cái phát biểu sau cùng trong sáng ngày hôm nay, xin mời bạn Liên Trịnh. À, chào sư phụ. À, em có một cái góp ý cũng chia sẻ cùng với mọi người, đó chính là câu slogan mà em được sư phụ tặng trong một cuốn sách mua của sư phụ. Đó chính là câu làm việc hãy thưởng thức công việc. Một cái câu nói này em rất tâm đắc và em cũng đã thực hành nó rất là nhiều trong cuộc sống. Khi mà cái thói quen vừa nãy sư phụ chia sẻ của người thành công, đó là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại những cái công việc mà chúng ta cảm thấy rất là khó chịu.
Vâng ạ, thì mình sẽ đưa câu nói này ra và áp dụng nó. Mình sẽ là thưởng thức công việc chứ không phải là làm việc. Thì mình thay vào đó thì mình cảm thấy cái cảm xúc công việc nó sẽ đi lên rất là nhiều để đưa đến thành công của công việc ạ. Rồi, ok. Thì mình sẽ áp dụng câu nói này vào trong cái những cái tình huống đó thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều ạ. Thấy câu nói thứ hai đó chính là mọi chuyện dễ ạ. Mình sẽ ghi vào trong đầu mình là tất cả những việc mình sẽ làm được và mình phải làm được. Mình sẽ nói là mọi chuyện dễ ạ, thì trong đầu mình sẽ mở ra được những cái phương án giải quyết rất là hay. Chứ mình ví dụ như mình nói là nó khó quá mình không làm được thì tự dưng não mình sẽ đóng nắp lại và mình không tìm cách giải quyết nữa. Chính Và xác. mình sẽ và mình sẽ nói là mọi chuyện dễ ạ. Và tiếp theo là cái câu nói đừng làm việc hãy thưởng thức công việc, em thấy nó rất là hay. Muốn chia sẻ cùng với mọi người, có lẽ là rất nhiều người ở đây cũng đã biết câu nói đấy rồi. Nhưng mà mình sẽ để nó mình lặp đi lặp lại thì mình sẽ ghi nó sâu vào trong đầu và mình áp dụng nó thường xuyên hơn thì để cho cuộc sống mình cảm thấy nó được may mắn hơn, năng lượng hơn rất nhiều ạ. Rồi, Dạ xin hết. ok. Cảm ơn bà Liên Trịnh rất là nhiều. À, Liên vừa kể cho các bạn nghe là Liên đã từng nhận được một cái cuốn sách, đó là cuốn Vui Chơi Để Kiếm Sống, đúng không, của sư phụ. Và sư phụ Vâng. đề đề tặng vào đó một câu thần chú, không, gọi là câu thần chú, đó là đừng làm việc, hãy thưởng thức công việc. Và Linh, bạn Liên đã dùng cái câu đó trở thành cái phương châm trong cái công việc của mình, làm mọi việc dù nó như thế nào đi nữa, hãy trong cái trạng thái là chúng ta đang thưởng thức nó, thì chúng ta sẽ làm nó một cách tốt nhất. Giống như Thủy, hãy dạy một cái lớp học giống như mình đang thưởng thức nó, thì Thủy sẽ có một cái trạng thái tốt hơn, chúng ta sẽ dạy tốt hơn. Hiểu không nào? Rồi, thì nãy giờ cũng có bạn inbox hỏi là em muốn mua cuốn sách, và sao nghe thầy có nhiều cuốn sách quá. Thật ra cũng không nhiều lắm đâu các bạn. Tôi có liệt kê ra vài cuốn cho các bạn nghe. Những cái cuốn mà được nhiều người yêu thích nhất là Vui Chơi Để Kiếm Sống nè, là một. Vượt Qua Bế Tắc, 50 Thói Quen Bầu Thuận, Nói Để Chinh Phục. Và đó là những cái cuốn sách mà có thể rất tốt cho các bạn, kể cả những ai rất lười đọc sách, rất sợ đọc sách, đọc vô là ngủ, thì hãy đọc thử những cuốn sách của tôi. Và một trong những cuốn sách đó giúp cho các bạn có năng lượng, đó là cái cuốn là 20 Phương Trình Năng Lượng. Vâng, tiết mục quảng cáo về sách cũng là tiết mục sau cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia, và tôi rất là vui nếu các bạn tham gia một cách đầy đủ và thường xuyên hơn trong các chương trình tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye cả nhà.